Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 32. Thật lớn lối. Ngải Minh Húc nghe được người nhà họ Điền tới thì rõ ràng run rẩy và sợ hãi. Đi, đi theo tôi ra đón người nhà họ Điền. Ngải Minh Húc vội vàng đi về phía cửa, còn dẫn theo một đám người dòng chính của nhà họ Ngải. Ngải Lâm chỉ cảm thấy vô cùng tức cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ấy đột nhiên hiểu ra lý do Ngải Xuyên mãi không chịu truyền lại vị trí chủ gia tộc cho Ngải Minh Húc. Bởi vì ông ta không xứng làm chủ gia tộc họ Ngải. Nhà họ Điền rất mạnh, nhưng nhà họ Ngải cũng không kém. Nếu nhà họ Điền và nhà họ Ngải thật sự đấu với nhau, nhà họ Ngải tất nhiên sẽ tiêu diệt, nhưng nhà họ Điền cũng sẽ phải trả giá đắt. Bây giờ quan hệ giữa 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô vô cùng vi diệu, kiềm chế lẫn nhau lại có mối liên kết ngầm với nhau. Bất kể gia tộc nào bị tổn hại, những gia tộc khác chắc chắn sẽ nhân cơ hội gây khó dễ. Cho nên chỉ cần nhà họ Ngải tỏ ra cứng rắn, cho dù nhà họ Điền là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám dùng hết sức lực của cả gia tộc đối phó với nhà họ Ngải. Bởi vì nhà họ Điền không chịu nổi cái giá phải trả sau khi tiêu diệt nhà họ Ngải. Nhưng Ngải Minh Húc tỏ ra yếu kém, tự mình dẫn theo dòng chính của nhà họ Ngải ra chủ động đón tiếp, thái độ vô cùng đớn hèn, đúng là thể hiện nhuần nhuyễn tính cách nô bộc. Điều này chính là sỉ nhục đối với nhà họ Ngải. Cho dù nhà họ Ngải thật sự nhờ vậy mà được bảo vệ, sợ rằng sau này khó tránh được bị nhà họ Điền xem thành gia tộc phụ thuộc. Mà nhà họ Ngải sẽ phải đối mặt với sự nghiền ép không ngừng của nhà họ Điền. Ngải Minh Húc chủ nhà họ Ngải dẫn theo tất cả dòng chính của nhà họ Ngải chào đón xếp Điền. Ngải Minh Húc dẫn theo người nhà họ Ngải đứng ở hai bên cửa, hơi cúi người đồng thanh chào đón người nhà họ Điền đến. Xếp Điền mà ông ta vừa gọi chính là Điền Hoa bố của Điền Tân Vũ đột nhiên chết sau khi bị Mã Siêu đánh gãy tay chân. Bây giờ ông ta là người thừa kế nhà họ Điền, gần nửa sản nghiệp nhà họ Điền đều do ông ta quản lý. Nghe đồn chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ kế thừa vị trí chủ nhà. Phía sau Điền Hoa là hai vệ sĩ mặc vest đen đi ở hai bên. Phía sau nữa còn có hai vệ sĩ kéo theo một cô gái trẻ. Cô gái bị kéo tới chẳng phải ai khác mà chính là bạn gái Điền Tân Vũ, cô gái nhà họ Lâm đã gây sự với Ngải Lâm, Lâm Kiều. Lúc này, Lâm Kiều tóc tai bù xù, trên mặt còn có mấy dấu tay. Rõ ràng cô ta đã bị người đánh rất hung ác. Ngải Minh Húc, ông thật to gan. Tôi cho ông nửa giờ để ông dẫn theo con gái mình và bạn trai của cô ta tới nhà họ Điền chịu chết, không ngờ ông dám từ chối. Điền Hoa lạnh lùng nhìn Ngải Minh Húc nói, nếu đã vậy, tôi chỉ có thể tự mình đến nhà họ Ngải một chuyến. Ngải Minh Húc nghe vậy thì lập tức biến sắc, sợ hãi nói, xếp Điền, mong ông cho tôi giải thích chuyện này. Không phải tôi không muốn dẫn chúng nó tới nhà họ Điền mà chúng nó không muốn, không chịu nghe lời tôi. Điền Hoa cười giễu cợt, tôi không quan tâm tới chuyện đó. Ông là chủ nhà họ Ngải mà còn chẳng ra lệnh được cho người nhà họ Ngải, vậy đó là chuyện của ông. Xếp Điền, vẫn mong ông cho tôi cơ hội chuộc tội, Ngải Minh Húc sốt ruột suýt khóc. Ông ta vốn cho rằng nhà họ Điền chỉ tùy tiện phái mấy người qua, nhưng không ngờ người tới lại là Điền Hoa. Bớt nói nhảm đi, ông giao con gái ông và hung thủ ra trước, chờ tôi xử lý chúng xong, chúng ta hãy nói tới chuyện khác. Điền Hoa lạnh lùng nói. Rõ ràng ông ta chỉ định giết Ngải Lâm và Mã Siêu chứ không tính tiêu diệt cả nhà họ Ngải. Ông ta làm vậy phần lớn là vì lợi ích. Điền Hoa là người thừa kế nhà họ Điền thì tất nhiên không phải kẻ ngốc. Ông ta biết, nếu mình thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Ngải, sẽ mang tới rắc rối cực lớn cho nhà họ Điền. Chỉ có lợi ích mới là quan trọng nhất. Đứa con gái bất hiếu này, mày còn chưa cút ra. Ngải Minh Húc tất nhiên cũng hiểu được ý của Điền Hoa. Trong lòng ông ta mừng thầm, tức giận quát Ngải Lâm. Một câu nói lại khiến Ngải Lâm đau lòng. Đây là ông ta đã xác định để Ngải Lâm gánh chịu tất cả, tránh cho nhà họ Điền chút giận vào nhà họ Ngải. Dương Thanh hơi híp mắt nhìn Ngải Minh Húc, người như vậy, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Người là do tôi giết, có gì thì ông cứ nhằm vào tôi đây này. Ngải Lâm đang định bước tới thì bị Mã Siêu kéo ra sau lưng, bảo vệ. Điền Hoa nghe Mã Siêu nói vậy, lập tức nhìn anh ta với ánh mắt như muốn giết người. Điền Hoa đau lòng vì mất đứa con trai cưng, có thể tưởng tượng được bây giờ ông ta phẫn nộ thế nào. Ngải Lâm biết năng lực của Mã Siêu nên không tranh giành, chỉ bình tĩnh đứng sau lưng anh ta. Chẳng qua cô ấy nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt mà cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Mày đã giết con trai tao,
còn dám lớn lối như vậy. Thằng nhãi, mày có biết tao là ai không hả? Điền Hoa híp mắt hỏi. Mã Siêu cười lạnh, chẳng phải ông là người nhà họ Điền sao? Ông còn chưa đủ tư cách kiêu căng trước mặt tôi đâu. Con trai ông chán sống mới dám tuyên bố sẽ giết chết tôi, còn ra tay với tôi. Chẳng qua bản lĩnh của anh ta chẳng tới đâu, thật sự quá yếu nên trái lại bị tôi đánh gãy hai tay, hai chân. Chẳng ngờ anh ta không chịu nổi đòn mới dễ chết như vậy. Mày muốn chết? Lời nói của Mã Siêu đã hoàn toàn chọc giận Điền Hoa. Con trai tôi thật sự do cậu ta giết chết à? Điền Hoa đột nhiên giận dữ hỏi Lâm Kiều đang bị hai vệ sĩ khống chế. Lâm Kiều bị dọa cho cả người nhũn từ lâu. Từ khi vừa tới nhà họ Ngải, cô ta đã nhìn thấy Mã Siêu. Lúc này Điền Hoa hỏi vậy, cô ta vội vàng gật đầu nói, đúng là anh ta. Lúc đó chỉ nói một lời không hợp, anh ta đã ra tay với anh Vũ. Anh Vũ chết thảm lắm. Chú Điền, chú không thể để cho tên khốn kiếp này chết quá dễ dàng được. Còn cả con ả nhà họ Ngải phía sau anh ta nữa. Tất cả chuyện hôm nay đều do cô ta gây ra. Cô ta cũng là hung thủ. Anh Vũ bị chết trong đau đớn. Chú Điền nhất định phải bắt chúng sống không bằng chết rồi hãy lấy mạng chúng. Lâm Kiều nói rất ác độc. Đặc biệt là khi cô ta nhìn Ngải Lâm thì càng thù hận hơn, chỉ hận không thể tự tay giết chết cô ấy. Ngải Lâm khẽ nhíu mày. Lúc này, cô ấy bước từ phía sau Mã Siêu ra, lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải do cô quá đê tiện, chủ động gây sự mới ép bạn trai tôi phải ra tay sao? Cô câm miệng, tôi nói là cô thì chính là cô, Lâm Kiều hét lên như một con điên. Ngải Lâm biết rõ sự vô sỉ của cô gái này nên dứt khoát không để ý tới nữa. Cô ấy nói với Điền Hoa, xếp Điền, rốt cuộc chân tướng sự việc thế nào, tôi nghĩ chắc ông đã điều tra rõ ràng, nên cũng hiểu có phải cô gái này mới là kẻ hại chết con trai ông hay không. Điền Hoa không nói gì, chỉ híp mắt lại chỉ còn một đường chỉ. Người nhà họ Ngải thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ Điền Hoa sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu bọn họ. Tao không quan tâm nguyên nhân là gì, tao chỉ biết bây giờ người chết là con trai tao, mà chúng mày vẫn còn sống khỏe mạnh. Vì chuyện này, tất cả chúng mày đều phải bị chôn cùng với con trai tao. Điền Hoa chợt lạnh lùng nói. Đi qua, dẫn cả hai cùng đi. Điền Hoa vung tay lên. Hai vệ sĩ lập tức đi về phía Mã Siêu và Ngải Lâm. Mã Siêu bảo vệ Ngải Lâm ở phía sau, lạnh lùng nói với Điền Hoa, nếu ông không muốn người nhà họ Điền lại chết nữa, tốt nhất vẫn nên dẫn người rời đi. Mày đang uy hiếp tao hả? Điền Hoa giận quá hóa cười. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở ông thôi. Mã Siêu cười lạnh, còn về uy hiếp, ông vẫn chưa có tư cách này. Nghe vậy, không gian chìm vào yên tĩnh. Điền Hoa phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói, mày yên tâm. Lát nữa, tao sẽ cho mày sống không được, chết không xong. Điền Hoa, ông thật lớn lối nhỉ. Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một giọng nói giễu cợt. Mọi người đều xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi tới dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ. Bị dọa suýt đái ra quần. Mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy người vừa tới. Ngay cả bản thân Điền Hoa cũng hoảng sợ. Bà chủ Diệp, bà muốn can thiệp vào chuyện nhà họ Điền tôi à? Điền Hoa phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần, lạnh giọng hỏi. Người tới chính là chủ gia tộc họ Diệp hiện nay, Diệp Mạn. Cho dù bà ta chỉ dẫn theo hai vệ sĩ cũng đủ khiến Điền Hoa cảm giác được sự phức tạp của chuyện này. Ông ta vốn chỉ muốn tới nhà họ Ngải dẫn tất cả những kẻ có liên quan tới cái chết của con trai mình đi, thuận tiện tạo áp lực với nhà họ Ngải, ép bọn họ phải trở thành gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Điền, giao ra hơn nửa lợi nhuận. Ông ta vốn tưởng đây là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng Diệp Mạn xuất hiện đã khiến ông ta cảm giác được chút bất thường. Cho dù tám gia tộc đứng đầu Yến Đô luôn âm thầm đấu đá với nhau không ngừng, nhưng ngoài mặt lại rất ít khi mâu thuẫn. Ai cũng biết mình phải duy trì một sự cân bằng mới là chuyện có lợi nhất cho cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Bảy gia tộc đứng đầu Yến Đô khác vốn không nên dính vào chuyện kiểu như nhà họ Điền nhằm vào nhà họ Ngải. Diệp Mạn cười nhạt, xếp Điền đã định đưa con gái nuôi của tôi đi, lẽ nào tôi còn không thể ra mặt sao? Mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc. Bản thân Ngải Lâm cũng chấn động, nhưng cô ấy lập tức hiểu rõ dụng ý của Diệp Mạn. Đây là bà ta tính giúp cô ấy. Con gái nuôi à? Điền Hoa cười giễu cợt, nhưng tôi chưa từng nghe nói bà chủ Diệp có thêm một cô con gái nuôi khi nào vậy?
Đây là chuyện riêng của tôi, ông không biết chẳng phải là chuyện thường à? Diệp Mạn mỉm cười, sau đó nói với Ngải Lâm, Lâm à, con tới chỗ mẹ nuôi đi. Mẹ muốn xem thử, có mẹ ở đây thì còn ai có thể bắt nạt con gái nuôi của mẹ nữa. Ngải Lâm tất nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của Diệp Mạn, mỉm cười đi về phía bà ta cảm ơn mẹ nuôi. Cô ấy gọi tiếng mẹ nuôi này vô cùng thuận miệng, không hề giống với giả vờ. Người nhà họ Ngải đều trợn tròn mắt, cảm giác không thể tin nổi. Ngải Lâm nhận chủ nhà họ Diệp làm mẹ nuôi từ lúc nào? Nếu biết vậy, mình cần gì phải chủ động đi cầu xin nhà họ Tôn cho Ngải Lâm lấy con trai ngốc nhà bọn họ chứ? Ngải Minh Húc cảm thấy đầu óc mơ hồ, chỉ còn nhớ câu Ngải Lâm đã nói trước khi rời khỏi nhà họ Ngải, bố chắc chắn sẽ hối hận. Chẳng lẽ là vì con bé có quan hệ với chủ nhà họ Diệp sao? Ngải Minh Húc thật sự hối hận rồi. Bất kể là bám lấy gia tộc nào trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, địa vị của nhà họ Ngải cũng sẽ tăng lên theo. Việc ép Ngải Lâm lấy con trai ngốc nhà họ Tôn chắc chắn không tốt bằng để con bé làm con gái nuôi của Diệp Mạn. Nếu có thể giải quyết được rắc rối với nhà họ Điền này, dựa vào quan hệ giữa Ngải Lâm và nhà họ Diệp, chẳng phải nhà họ Ngải cũng có chỗ chống lưng vững chắc à? Ngải Minh Húc nghĩ tới đây lại chợt kích động. Đây chính là bản chất của người ở trong gia tộc lớn. Trong mắt bọn họ không có tình cảm, chỉ có lợi ích là trên hết. Nếu cô gái này là con gái nuôi của chủ nhà họ Diệp, vậy tôi nể mặt bà tha cho cô ta. Điền Hoa im lặng một lát mới nói. Nhưng ông ta vừa dứt lời lại nhìn Mã Siêu và híp mắt nói tiếp, nhưng thằng oát con này đã giết con trai tôi phải dẫn nó đi. Diệp Mạn vẫn ôn hòa nói, xếp Điền, thật không khéo, cậu ấy là chồng chưa cưới của con gái nuôi tôi, ông cũng không thể dẫn cậu ấy đi được. Bà chủ Diệp, bà đừng quá đáng quá, Điền Hoa khẽ nhướng mày nói với vẻ không vui. Ông ta tha cho Ngải Lâm không phải vì yếu kém, mà vì biết mình chống lại nhà họ Diệp không phải là chuyện tốt cho nhà họ Điền. Nhưng ông ta không ngờ Diệp Mạn không chỉ muốn bảo vệ Ngải Lâm, còn muốn bảo vệ cả Mã Siêu. Trong mắt ông ta, Mã Siêu chỉ đơn giản là bạn trai của Ngải Lâm. Theo lý mà nói, ông ta vừa tha cho Ngải Lâm đã xem như nể mặt Diệp Mạn. Bà ta cũng phải cho lại ông ta chút mặt mũi, mặc kệ Mã Siêu mới đúng. Nhưng Diệp Mạn không làm vậy. Sếp Điền, tôi nhất định phải nói rõ với ông. Cho dù bố ông có tới đây, nhà họ Điền cũng đừng mong dẫn hai người này đi được. Diệp Mạn cười híp mắt nói, tôi rất đau buồn khi nghe tin con trai ông đã chết, nhưng tôi cũng đã điều tra rõ chân tướng sự việc. Tất cả mọi chuyện đều là do một cô gái tên là Lâm Kiều gây ra. Cô ta chủ động khiêu khích Ngải Lâm. Kết quả lại dụ dỗ con trai ông ra tay với con bé. Bạn trai của Ngải Lâm cảnh cáo nhưng không ích gì. Con trai ông trái lại thẹn quá thành giận, muốn ra tay giết cậu ấy, chọc cho cậu ấy tức lên, mới đánh gãy hai tay, hai chân con trai ông. Nhưng không ngờ khi thấy con trai ông bị đánh gãy hai tay, hai chân, Lâm Kiều lại xem như không nhìn thấy gì, bỏ mặc con trai ông lại đó và rời đi một mình, bởi vì bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu chữa nên con trai ông mới qua đời. Nếu thật sự muốn tính toán thì người hại chết con trai ông không phải là con gái nuôi của tôi, cũng không phải là bạn trai của con bé, mà là Lâm Kiều. Diệp Mạn kể đúng mọi chuyện xảy ra ở cửa hàng bán quần áo lúc trước. Sắc mặt Điền Hoa thoáng biến đổi. Rõ ràng ông ta đã điều tra được mấy tin tức này từ trước, nếu không làm sao lại dẫn cả Lâm Kiều tới đây. Lâm Kiều đang bị hai vệ sĩ nhà họ Điền khống chế. Cô ta vừa nghe vậy thì lập tức biến sắc và vô cùng sợ hãi. Cô ta muốn giải thích rõ nhưng lại không dám. Diệp Mạn chính là chủ gia tộc họ Diệp, thân phận và địa vị còn cao hơn Điền Hoa. Hơn nữa, lời bà ta nói đều là sự thật, nhà họ Điền nhất định có thể điều tra ra được. Bây giờ cô ta giải thích, ngược lại sẽ đắc tội cả Diệp Mạn. Một nhà họ Điền đã làm cô ta không nhìn thấy hy vọng được sống. Nếu thêm một nhà họ Diệp nữa, cô ta sẽ chỉ có con đường chết. Sếp Điền, tôi nghĩ hẳn mình nói đã rõ ràng. Ông cũng điều tra qua, có thể biết rõ rồi. Vậy có phải ông nên dẫn người đi rồi không? Diệp Mạn cười híp mắt hỏi. Điền Hoa không nói gì, chỉ thấy sắc mặt không ngừng thay đổi, rõ ràng còn đang nghĩ cách đối phó. Sếp Điền, ông tuyệt đối đừng nghe người phụ nữ này nói linh tinh. Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Mọi người nhìn qua. Chỉ thấy một người trung niên dẫn theo một đám người đi tới. Phía sau ông ta đông nghịt người, tính sơ qua không ngờ phải lên tới 50 người.
Tôn Húc. Diệp Mạn nhìn thấy người tới thì chợt tức giận. Lần trước ở trong lễ tang của Diệp Kế Tông, Tôn Húc đã dẫn theo 20 cao thủ tới nhà họ Diệp tạo áp lực. Lần này, ông ta lại dám tới gây rắc rối cho mình, hơn nữa còn dẫn theo số người đông hơn gấp đôi so với lần trước. Người nhà họ Ngải đều kinh ngạc đến ngây người, trợn tròn mắt nhìn người nhà họ Tôn đến. Bất kể là nhà họ Điền, nhà họ Diệp, hoặc nhà họ Tôn đều là gia tộc trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đã bao giờ có nhiều gia tộc đứng đầu đến nhà họ Ngải như bây giờ đâu. Ông chủ Tôn, đã lâu không gặp. Điền Hoa mỉm cười chào hỏi. Tôn Húc dẫn theo nhiều người tới như vậy, lại thêm câu nói vừa rồi đã rõ ràng là nhằm vào nhà họ Diệp, hiển nhiên là bạn chứ không phải địch. Dưới tình huống này, nếu có gia tộc cùng cấp giúp đỡ, tất nhiên là một chuyện tốt đối với ông ta. Tôn Húc đi tới trước mặt Điền Hoa, vừa cười lớn vừa nói, người đàn bà này là người phụ nữ ác độc ăn người không nhả xương. Bà ta vì vị trí chủ gia tộc, thậm chí đã giết cả bố mình. Sao ông có thể tin lời bà ta nói được chứ? Bà ta và nhà họ Ngải không có bất cứ quan hệ gì, cũng không phải là mẹ nuôi của cô gái kia. Hôm nay bà ta tới đây chỉ để tranh đoạt nhà họ Ngải. Nếu sếp Điền cần, tôi có thể giúp đỡ sếp Điền kìm chế nhà họ Diệp mà không cần báo đáp. Lời Tôn Húc nói đã hoàn toàn chọc giận Diệp Mạn. Tôn Húc, tôi lặp lại lần cuối cùng, bố tôi không phải bị tôi giết mà chết vì bệnh. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Sao vậy, bà dám làm nhưng không dám nhận à? Tin tức này là do người nhà họ Diệp truyền ra, chẳng lẽ còn có thể giả được sao? Tôn Húc cười híp mắt nói. Diệp Mạn càng tức giận thì ông ta lại càng vui mừng. Bà ta giận tới run người, nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ là Tôn Húc đã chết ngàn vạn lần rồi. Nếu ông ta thích chết thì cứ giết là được rồi, cần gì phải nói nhiều như vậy chứ? Đúng lúc này, Dương Thanh vẫn không nhúng tay vào chuyện này, cuối cùng đã mở miệng. Tôn Húc vừa nghe được giọng nói của Dương Thanh thì lập tức kinh ngạc đến mức hoang mang lo sợ. Ông ta tới nhà họ Ngải chỉ để đối phó với nhà họ Diệp, nhưng không ngờ Dương Thanh cũng ở đây. Không chỉ vậy, ông ta còn nhìn thấy Mã Siêu. Lần trước ở nhà họ Diệp, chính Mã Siêu đã một mình giết 20 cao thủ hàng đầu của nhà họ Lâm, lại ép ông ta phải quỳ xuống xin lỗi Dương Thanh. Không ngờ hôm nay, hai người này đều có mặt ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người đê tiện. Giờ phút này, Tôn Húc có cảm giác muốn bỏ của chạy lấy người. Vốn dĩ ông ta đã là người nhát như chuột, đặc biệt sau khi tận mắt thấy thực lực kinh khủng của Mã Siêu, nó cứ như ác mộng lúc nào cũng xuất hiện trong đầu ông ta. Cậu là ai nữa? Đúng lúc này, Điền Hoa chợt nhìn Dương Thanh lạnh giọng chất vấn. Từ lúc ông ta dẫn người đến nhà họ Ngải là đã thấy Dương Thanh rồi. Bởi vì nhà họ Ngải đang cố tình xa lánh Ngải Lâm nhưng Dương Thanh và Mã Siêu lại đứng chung với cô ấy. Ông ta không phớt lờ nổi, trong mắt ông ta, những gì Dương Thanh nói là quá tự cao tự đại, dám đòi giết Tôn Húc. Nhưng quan trọng là khoảnh khắc Tôn Húc thấy Dương Thanh, ông ta lại cực kỳ sợ hãi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Điền Hoa, bình tĩnh nói, ông không cần biết tôi là ai, ông chỉ cần biết đắc tội với tôi không phải chuyện tốt lành gì. Điền Hoa nhíu mày. Ông ta không còn thấy Dương Thanh ngạo mạn nữa mà cảm nhận được một áp lực cực lớn. Thân là người thừa kế của nhà họ Điền, khí thế của ông ta cũng rất mạnh mẽ nhưng ánh mắt chàng trai trẻ này cho thấy anh không hề sợ hãi chút nào, đôi người tĩnh lặng như vực thẳm. Người nhà họ Ngải đều sợ ngây người, bọn họ biết Mã Siêu rất mạnh nhưng vẫn đi sau lưng Dương Thanh, hơn nữa còn cực kỳ kính trọng anh, thêm vào đó anh còn dám đối đầu với người thừa kế nhà họ Điền. Cậu nhóc, cậu đang đe dọa tôi à? Điền Hoa không hề khinh thường Dương Thanh mà chỉ lạnh giọng chất vấn. Tôi chỉ đang cảnh cáo, Dương Thanh nói. Dứt lời, anh không hề nhìn Điền Hoa nữa mà nhìn sang Tôn Húc đang sợ vỡ mật, lạnh nhạt nói, nếu bây giờ ông dẫn người đi thì tôi có thể xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Tôn Húc run rẩy, chưa trả lời nhưng những người ở đây đều nhận thấy được ông ta đang sợ hãi. Rốt cuộc anh chàng này là ai vậy? Mới nói vài câu đã làm chủ gia tộc họ Tôn run lẩy bẩy. Tôi có cảm giác cậu ấy chẳng xem 8 gia tộc lớn của Yến Đô ra gì. Ai biết đâu, bạn trai Ngải Lâm mạnh vậy mà còn phải kính trọng cậu ấy, chắc lai lịch không phải dạng vừa đâu. Người nhà họ Ngải thì thầm bàn tán, đây không phải lần đầu tiên họ gặp Dương Thanh, chỉ biết Mã Siêu cứ đi theo Dương Thanh chứ không rõ thân phận thật của anh là gì. Ngải Minh Húc cảm giác như mình đang nằm mơ,
có thể thấy rõ Tôn Húc rất sợ Dương Thanh. Một người còn trẻ mà đã khiến chủ của một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô phải khiếp sợ, rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên ông ta nghĩ đến hôm qua trước khi rời đi Ngải Xuyên có nói, chắc chắn anh sẽ hối hận. Ông ta có hối hận không? Thấy Diệp Mạn nói thẳng với mọi người Ngải Lâm là con gái nuôi của bà ta, còn đối đầu với nhà họ Điền vì Ngải Lâm, ông ta đã hối hận rồi. Dù sao lúc trước ông ta muốn Ngải Lâm lấy đứa con trai bị ngốc của Tôn Húc để được nhà họ Tôn giúp đỡ. Nhưng so ra thì Diệp Mạn đáng tin hơn Tôn Húc nhiều. Hôm nay tôi đến đây không phải để đối đầu với cậu mà nhà họ Ngải lừa tôi nên tôi mới tới làm rõ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tôn Húc lắp bắp. Ông ta mới vừa dứt lời, ai nấy đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi. Không cần nghi ngờ gì hơn, câu trả lời của Tôn Húc tương đương với việc cúi đầu trước Dương Thanh. Tôn Húc là chủ gia tộc nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Mọi người chỉ thấy ngơ ngác mơ màng. Sau khi kinh ngạc xong, Ngải Minh Húc sợ đến cực điểm. Bởi vì sợ Dương Thanh nên Tôn Húc đã chĩa mũi dùi sang nhà họ Ngải. Bây giờ Ngải Lâm đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Ngải, nếu nhà họ Tôn đối phó với nhà họ Ngải thì ai sẽ bảo vệ nhà họ Ngải đây? Ông chủ Tôn, những chuyện trước đây đều là hiểu lầm, mong ông nể mặt cậu Thanh đây, tha cho chúng tôi một con đường sống. Ngải Minh Húc mặt dày lấy Dương Thanh làm lá chắn. Tôn Húc nghe đến hai chữ cậu Thanh, sợ run lẩy bẩy, đang định bắt tay giảng hòa với Ngải Minh Húc thì Dương Thanh lại nhướng mày lạnh lùng nhìn Ngải Minh Húc, nể mặt tôi. Ông có tư cách để nói thế à? Tôn Húc đang sợ hãi không thôi nhưng sau khi nghe Dương Thanh nói xong bỗng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đến nhà họ Ngải là vì lợi ích nhưng không ngờ Dương Thanh cũng ở đây. Khó khăn lắm ông ta mới tìm được cớ là không phải đến đây để đối đầu với Dương Thanh. Nhưng Ngải Minh Húc lại nói ông ta quen Dương Thanh. Bây giờ Dương Thanh nói anh và nhà họ Ngải không liên quan gì đến nhau, ông ta mới yên tâm. Hôm nay dẫn theo nhiều người như vậy, không thể về tay không được đúng không? Ngải Minh Húc, ông gan thật đấy, ông dám lợi dụng cậu Thanh à? Tôn Húc tiến lên một bước, 4, 50 cao thủ sau lưng cũng bước lên theo, Ngải Minh Húc sợ suýt tiểu ra quần. Đây là những cao thủ hàng đầu của nhà họ Tôn đó. Đừng nói là 4, 50 người. Cho dù chỉ có 10 người thì cũng đã đủ hủy diệt nhà họ Ngải. Cậu Thanh, chẳng lẽ cậu đã quên cậu đã từng hứa rằng, có cậu ở đây, nhà họ Ngải sẽ huy hoàng suốt 100 năm à, Ngải Minh Húc vội vã cầu xin Dương Thanh. Ông ta hiểu bây giờ chỉ có Dương Thanh mới cứu được nhà họ Ngải. Dương Thanh nhướng mày, hình như ông hơi đáng trí nhỉ. Tôi đã từng nói tôi sẽ khiến nhà họ Ngải huy hoàng suốt 100 năm nhưng tiền đề là Ngải Lâm phải là thành viên nhà họ Ngải. Bây giờ Ngải Lâm đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngải thì đương nhiên lời hứa cũng vô hiệu. Ông vẫn muốn tôi bảo vệ nhà họ Ngải của ông đang mơ à? Giọng Dương Thanh vang như chuông đồng làm Ngải Minh Húc sợ đến mức lùi về sau liên tục, mặt tái xanh. Chuyện hôm nay là do Ngải Lâm và Mã Siêu gây ra, mang rắc rối đến cho nhà họ Ngải, mọi chuyện không liên quan gì đến nhà họ Ngải hết. Sau khi im lặng thật lâu, Ngải Minh Húc cắn răng nói. Thấy ông ta như vậy, Dương Thanh tức muốn xông lên tát ông ta vài cái. Thật ra ý của Dương Thanh rất dễ hiểu, chỉ cần Ngải Lâm vẫn còn là người của nhà họ Ngải thì anh sẽ vẫn bảo vệ nhà họ Ngải. Anh không tin Ngải Minh Húc không hiểu ý anh, nhưng Ngải Minh Húc lại cố chấp đến vậy. Ánh mắt Ngải Lâm đầy thất vọng, cô ấy nhìn Ngải Minh Húc thật lâu, lần đầu tiên cô ấy thấy hận bố mình. Ông chủ Tôn, nếu ông muốn gây chuyện thì tìm Ngải Lâm mà gây chứ đừng đến nhà họ Ngải tôi. Bây giờ nhà họ Ngải và cô gái kia không còn liên quan gì đến nhau nữa. Ngải Minh Húc nhìn Tôn Húc nói. Sắc mặt Tôn Húc hơi khó chịu, bỗng nhiên không biết nên làm thế nào. Ý của Dương Thanh là anh sẽ không can thiệp vào chuyện giữa nhà họ Tôn và nhà họ Ngải, nhưng Ngải Minh Húc lại bảo ông ta đi tìm Ngải Lâm. Trong lúc Tôn Húc đang không biết nên làm gì, Dương Thanh cười khinh thường, ông chẳng biết điểm dừng gì cả, rõ ràng ông là người đuổi Ngải Lâm ra khỏi nhà trước. Muốn gả Ngải Lâm vào nhà họ Tôn mà bây giờ ông còn mặt dày nói mọi chuyện hôm nay đều do Ngải Lâm gây ra. Người nhà họ Điền chết rồi, đúng là chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà họ Ngải cả, chúng tôi sẽ tự xử lý nhưng hiềm khích với nhà họ Tôn thì là chuyện của nhà họ Ngải đấy. Giọng Dương Thanh lạnh đến cực đỉnh. Anh vừa dứt lời, đám người nhà họ Ngải hoảng loạn. Chủ gia tộc,
Ông hãy thu hồi mệnh lệnh trục xuất Ngải Lâm đi, để cô ấy quay về nhà họ Ngải. Đúng vậy, chúng tôi đã nói rồi mà, Ngải Lâm cũng là một thành viên của nhà ta, ông không nên trục xuất cô ấy đi nhưng ông cứ khăng khăng làm theo ý mình nên bây giờ nhà họ Ngải mới bị dồn vào đường cùng. Chỉ cần Ngải Lâm quay về nhà họ Ngải thì cậu Thanh sẽ không bỏ mặc nhà họ Ngải đâu. Chủ gia tộc, ông nhận sai đi, để Ngải Lâm về đi. Người nhà họ Ngải mồm năm miệng mười khuyên ông ta. Vốn dĩ Ngải Lâm còn ôm chút hy vọng nhưng bây giờ, cô ấy chỉ thấy kinh tởm. Lúc trước khi Ngải Minh Húc muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà, sao không thấy họ nói vậy, ai cũng hận muốn đánh cô ấy một trận rồi đá cô ấy ra khỏi nhà. Bây giờ Ngải Lâm có chỗ dựa rồi thì đổ hết tội lên đầu Ngải Minh Húc. Gia tộc thế này, có gì đáng để lưu luyến nữa đâu. Mắt Ngải Lâm dần lạnh lẽo. Ám ảnh tâm lý. Lần này, Ngải Lâm hoàn toàn thấy rõ được bộ mặt thật của người nhà họ Ngải, cũng thấy rõ bộ mặt của bố ruột mình. Cô ấy chỉ thấy lòng đau như cắt, tim như muốn vỡ ra. Nhìn Ngải Lâm đau lòng, Mã Siêu cảm thấy áy náy, nếu không phải vì anh ta ra tay quá mạnh thì Điền Tân Vũ sẽ không chết. Ngải Lâm, anh xin lỗi. Mã Siêu áy náy nói. Ngải Lâm cố nén không cho nước mắt chảy ra, cười miễn cưỡng. Lắc đầu nói, anh không cần phải xin lỗi mà ngược lại em còn phải cảm ơn anh. Mã Siêu ngơ ngác, Ngải Lâm lại nói tiếp, cảm ơn anh đã cho em thấy rõ được bộ mặt thật của nhà họ Ngải. Dương Thanh nhìn Ngải Lâm, thấy cô ấy vẫn có thể chịu đựng được mới an tâm. Dù Tôn Húc có thể nhận được một số lợi ích từ nhà họ Ngải nhưng Dương Thanh không lên tiếng, ông ta cũng không dám ra tay với nhà họ Ngải. Sắc mặt Điền Hoa đang đứng bên cạnh đã u ám đến cực đỉnh. Thân là người thừa kế nhà họ Điền, ông ta không phải người sốc nổi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông ta muốn báo thù cho con trai mình và cũng muốn nhân cơ hội này chèn ép nhà họ Ngải. Nhưng vì Tôn Húc sợ Dương Thanh nên ông ta phải suy nghĩ lại rằng hôm nay ông ta có nên báo thù hay không. Lại còn có người nhà họ Diệp cũng đã tỏ rõ thái độ bảo vệ Mã Siêu và Ngải Lâm. Sếp Điền, theo tôi thấy, người hại con trai ông chết là cô gái nhà họ Lâm kia. Nếu ông đã bắt được người thì chi bằng bỏ qua chuyện này nhé. Lúc này Diệp Mạn bước ra cười nói. Những lời này cũng là một cái cớ cho Điền Hoa bỏ qua chuyện này, dù sao con trai ông ta chết là vì Mã Siêu đã ra tay quá tàn nhẫn, không cứu nổi. Điền Hoa cảm thấy cực kỳ uất ức, muốn báo thù cho con trai nhưng lại không rõ lai lịch của Dương Thanh, cộng thêm sự cản trở của Diệp Mạn, ông ta không thể báo thù được. Khi ông ta quyết định rời đi tạm thời từ bỏ việc báo thù thì vài chiếc Rolls Royce phiên bản EWB từ từ tiến vào nhà họ Ngải. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hướng đó, có vài người bước từ chiếc Rolls Royce xuống. Một trong tám gia tộc lớn ở Yến Đô, chủ gia tộc họ Lâm, Lâm Thiên Trạch. Có người nhận ra thân phận của người đến nên kinh ngạc thốt lên. Người nhà họ Ngải chết lặng, tám gia tộc lớn ở Yến Đô như nhà họ Điền, nhà họ Tôn, nhà họ Diệp đã đến rồi. Bây giờ còn thêm người nhà họ Lâm nữa. Tám gia tộc lớn, một nửa số đó đều xuất hiện ở đây, có thể tưởng tượng được người nhà họ Ngải đang khiếp sợ đến nhường nào. Điền Hoa nhíu chặt mày, ông ta thật sự không hiểu mình chỉ đến nhà họ Ngải báo thù thôi mà tại sao nhiều gia tộc kéo đến quá vậy. Chẳng lẽ Lâm Thiên Trạch cũng đến ngăn cản mình? Nếu là vậy thật thì nhà họ Điền gặp nguy hiểm rồi. Sếp Điền, ông đừng để bà ta lừa. Lâm Thiên Trạch cười nói với Điền Hoa, ý ông chủ Lâm là. Điền Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Lâm Thiên Trạch không nói rõ nhưng hiển nhiên đang nhắm vào Diệp Mạn. Khoảnh khắc Diệp Mạn thấy Lâm Thiên Trạch, ánh mắt bà ta lạnh lẽo. Bà ta chưa hề quên lần trước trong đám tang của Diệp Kế Tông, Lâm Thiên Trạch và bố ông ta Lâm Báo đích thân dẫn cao thủ nhà họ Lâm đến. Nếu không nhờ Mã Siêu ra tay chèn ép cao thủ nhà họ Lâm, chắc chắn nhà họ Lâm sẽ không về tay không. Tôn Húc cũng không sợ vỡ mật như hiện nay. Người phụ nữ này giỏi ngụy biện, ông nghĩ thử xem sau khi bà ta giết bố mình, bà ta còn phủi sạch tội, trở thành bà chủ nhà họ Diệp. Sao có thể tin lời bà ta được? Lâm Thiên Trạch cười nói, một khi xếp Điền dẫn người đi, sợ là chưa kịp về đến nhà thì bà ta đã cho người xử lý ông rồi. Lâm Thiên Trạch, ông câm miệng lại cho tôi. Diệp Mạn phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn nói, bố tôi chết vì bệnh. Tôi cảnh cáo ông đừng ăn nói lung tung, nếu không ông đừng trách tại sao tôi không khách sáo. Ông đừng quên 20 cao thủ hàng đầu nhà họ Lâm đều đã quyết định rời khỏi nhà họ Lâm.
Lời nói của Diệp Mạn thấp thoáng mùi đe dọa. Cao thủ là cốt lõi của gia tộc, nếu không đủ cao thủ thì nói không chừng một ngày nào đó, chủ gia tộc sẽ chết vì bị ám sát. Mắt Lâm Thiên Trạch ẩn hiện sát khí đáng sợ, nhíu mắt nhìn Diệp Mạn nói, đó chỉ là vài tên phản bội mà thôi, lấy thì lấy đi. Cao thủ chân chính của nhà họ Lâm tôi đâu vô dụng đến vậy. Thế à? Diệp Mạn cười khinh thường, nếu vậy thật thì có lẽ lần này nhà họ Lâm sẽ thiệt hại nhiều đó. Diệp Mạn nói, nhìn cao thủ sau lưng Lâm Thiên Trạch bằng ánh mắt khiêu khích. Lần này Lâm Thiên Trạch dẫn theo khá ít, sau lưng ông ta chỉ có 4 gã da đen đô con, thân hình cực kỳ cường tráng, cao khoảng 1m9, đứng canh bên cạnh Lâm Thiên Trạch hệt như người khổng lồ. Hiển nhiên Lâm Thiên Trạch đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn mời cao thủ nước ngoài, dù sao lần trước ở nhà họ Diệp, 20 cao thủ nổi tiếng người chết người thì bị thương, những người khác thì chọn đầu quân cho nhà họ Diệp. Điền Hoa nhìn Diệp Mạn và Lâm Thiên Trạch đang cãi nhau, ông ta hiểu ra hai người này có xích mích, hơn nữa còn khá gay gắt. Ông chủ tôn, chẳng lẽ ông đã quên mối thù phải quỳ rồi à? Lâm Thiên Trạch không thèm quan tâm đến Diệp Mạn nữa, hỏi sang Tôn Húc. Tôn Húc thầm mắng khốn khiếp, căng ra đầu lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Trạch hỏi, ông chủ Lâm học cách nói dối luôn mồm từ lúc nào vậy? Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch hiểu Tôn Húc định đứng về phe Diệp Mạn. Lần trước ở nhà họ Diệp, ông ta bị ép quỳ xuống xin lỗi Dương Thanh. Nếu bây giờ Tôn Húc đứng về phe Dương Thanh, chắc chắn Dương Thanh sẽ giúp Tôn Húc giấu chuyện hôm đó. Ông chủ Tôn, ông định không thừa nhận à? Lâm Thiên Trạch cười tủm tỉm, chỉ bằng tôi cho người đăng video ông chủ Tôn quỳ xuống xin tha lên mạng nhé. Căn cứ theo tốc độ lan truyền thần tốc của truyền thông cá nhân, tôi tin khoảng 10 phút thôi ông chủ Tôn sẽ nổi tiếng lắm đó. Mặt Tôn Húc xanh mét. Ông ta không ngờ Lâm Thiên Trạch lại quay video cảnh ông ta quỳ xuống xin tha. Ông dám. Tôn Húc phẫn nộ nói. Dù sao ông ta cũng là chủ của một gia tộc nằm top 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nếu cảnh ông ta quỳ xuống xin tha bị đăng lên mạng thật thì không những ông ta mất mặt mà nhà họ Tôn cũng mất mặt theo. Ông ta sợ Dương Thanh, tỏ ra yếu thế nhưng không có nghĩa ông ta sợ Lâm Thiên Trạch. Chủ gia tộc như nhau, ai sợ ai. Lần trước nhục nhã ở nhà họ Diệp, vừa về đến nhà ông ta đã cho người điều tra thân phận Dương Thanh và Mã Siêu. Nhưng chuyện làm ông ta ngạc nhiên là ngoài chuyện 5 năm trước ra thì chẳng tra thêm được gì nữa. Ông ta được người bạn thân dặn dò tốt nhất đừng tra nữa, một người tự dưng mất tích 5 năm, rất có khả năng là người có thân phận đặc biệt. Vì thế ông ta mới từ bỏ việc điều tra Dương Thanh, bỏ qua chuyện quỳ xuống xin tha. Sau đó Lâm Thiên Trạch đã tìm ông ta rất nhiều lần, nói rằng sẽ giúp ông ta báo thù. Nếu không có lời nhắc nhở của người bạn đó, chắc chắn ông ta sẽ bắt tay với nhà họ Lâm đối phó Dương Thanh. Nhưng bạn ông ta đã nhắc rồi, nếu ông ta còn gây hấn với Dương Thanh nữa thì chẳng khác nào đang tự đào mồ chôn mình. Lâm Thiên Trạch khá bất ngờ trước quyết định của Tôn Húc, ông ta cứ ngỡ Tôn Húc sẽ đồng ý nhưng không ngờ lại từ chối. Hối hận điên cuồng. Ông chủ Tôn. Xem ra ông dễ quên quá, nhục nhã như vậy mà ông cũng nhịn được. Lâm Thiên Trạch lắc đầu rồi nói, ông chủ Tôn, ông cũng thấy rồi đó, con trai của sếp Điền bị giết, chắc chắn sếp Điền sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Ngải. Nếu nhà họ Diệp muốn bảo vệ nhà họ Ngải thì chỉ có thể đối đầu với nhà họ Điền. Mà chắc chắn nhà họ Lâm tôi sẽ đứng về phía nhà họ Điền. Bây giờ hai chọi một, phần thắng đang nghiêng về phía tôi. Nếu cộng thêm ông nữa thì là ba chọi một. Ông chủ Tôn, đây là cơ hội duy nhất để ông báo thù, bỏ lỡ rồi thì suốt đời ông sẽ phải sống dưới cái bóng của nó. Tôi xin khuyên ông chủ Tôn nên suy nghĩ kỹ càng thì hơn. Ba gia tộc lớn bắt tay, đừng nói là đối phó một người, dù là bất kỳ gia tộc nào trong số 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, đâu ai có thể làm đối thủ của chúng ta. Lâm Thiên Trạch cười khuyên. Lần này Tôn Húc bắt đầu do dự phân vân. Giống như những gì Lâm Thiên Trạch nói, từ lần quỳ xuống xin Dương Thanh tha cho, ông ta luôn ám ảnh về việc đó. Nếu không mượn sức của các thế lực bên ngoài, ông ta không thể báo thù được. Hôm nay nhà họ Lâm, nhà họ Điền đều ở đây, nếu cộng thêm nhà họ Tôn, ba gia tộc lớn bắt tay nhau, đúng là cơ hội của ông ta. Bây giờ ông ta chỉ lo về Dương Thanh mà thôi, cuối cùng cậu ta là ai? Nếu chỉ là một người có chút sức mạnh thì thôi nhưng quan trọng là người bạn có địa vị cao của ông ta lại không tra được lai lịch của Dương Thanh.
chỉ có thể chứng minh rằng lai lịch của Dương Thanh cực lớn nên mới giấu được thông tin 5 năm đó. Ông chủ Tôn, tốt nhất ông hãy suy nghĩ kỹ. Diệp Mạn lạnh lùng nói. Nếu nhà họ Tôn cũng gia nhập vào phe phái nhà họ Lâm và nhà họ Điền thì áp lực lên bà ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Hôm nay bà ta đến đây là vì muốn làm chút chuyện cho Dương Thanh, mong sớm ngày được Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thông cảm, từ đó được nhận lại con mình. Từ đầu đến cuối Dương Thanh đều không nói gì, anh chỉ lạnh lùng nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Chỉ khi gặp nguy hiểm thì mới biết ai thật lòng với mình. Điền Hoa cũng không nói gì nữa, từ cuộc đối thoại giữa Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc, ông ta có thể xác định rằng lúc ở nhà họ Diệp, Tôn Húc từng phải chịu mối nhục quỳ xuống cầu xin. Đồng thời ông ta cũng cực kỳ ngạc nhiên, rốt cuộc là ai mà lại làm chủ của một gia tộc lớn ở Yến Đô phải quỳ xuống xin tha? Là chàng trai trẻ đó à? Điền Hoa vô thức nhìn sang Dương Thanh. Điều là ông ta thấy kinh ngạc là trong ánh mắt của Dương Thanh không hề lo lắng, chỉ yên lặng quan sát. Tuyết người này, một là không hề sợ hãi, hai là diễn quá giỏi. So ra thì ông ta sẵn sàng tin rằng Dương Thanh không hề sợ hãi. Rốt cuộc chàng trai trẻ này là ai mà lại làm Tôn Húc sợ hãi đến thế? Ông ta cảm giác rằng Diệp Mạn cũng đến đây vì Dương Thanh. Lâm Thiên Trạch, ông muốn thế nào đó là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi. Cuối cùng Tôn Húc cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói, ông có tư cách gì đòi đấu với cậu Thanh. Nụ cười trên mặt Lâm Thiên Trạch cứng đờ, không thể tin nổi. Tính ra chắc hẳn người mà Tôn Húc hận nhất là Dương Thanh. Dù gì chàng trai trẻ này cũng ép ông ta phải quỳ xuống xin tha. Nhưng hôm nay Tôn Húc lại từ bỏ cơ hội báo thù tuyệt vời như vậy, ngược lại còn khinh thường Lâm Thiên Trạch ngay trước mặt mọi người, nói ông ta không có tư cách đấu với Dương Thanh. Cuối cùng Diệp Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm, bà ta lo rằng nhà họ Tôn cũng gia nhập vào phe bên kia, nếu thế thì bà ta sẽ không đối phó nổi. Tôn Húc, ông có biết ông đang nói gì hay không? Sau khi ngơ ngác một lúc, Lâm Thiên Trạch phẫn nộ. Tôn Húc từ chối bắt tay thì thôi đi nhưng tại sao phải nói rằng ông ta không có tư cách đấu với Dương Thanh, rõ ràng là đang nịnh bợ cậu ta. Chẳng lẽ tôi nói chưa rõ à? Tôi nói, ông không có tư cách đấu với cậu Thanh. Tôn Húc nhấn mạnh từng chữ, sau đó vung tay lên to giọng, hôm nay ai dám xúc phạm cậu Thanh thì người đó là kẻ thù của nhà họ Tôn tôi. Lúc này, tất cả mọi người đều sợ ngây ra. Tôn Húc là chủ của gia tộc nằm trong số 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, nhưng ông ta lại lấy lòng một chàng trai trẻ. Đám người nhà họ Ngải tròn mắt nhìn, lòng thì đang hối hận điên cuồng. Công khai sự thật. Ngay từ đầu bọn họ đã nhận thức được sức mạnh của Mã Siêu và cũng biết rằng Mã Siêu đi theo Dương Thanh, thậm chí còn dám đối đầu với người nhà họ Hoàng. Dù vậy, bọn họ vẫn không chịu tin Dương Thanh có thể đối phó với nhà họ Điền, nếu không họ sẽ không đuổi Ngải Lâm ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ nhà họ Diệp ra mặt, đến Tôn Húc cũng nịnh bợ Dương Thanh. Nếu Ngải Lâm vẫn là người nhà họ Ngải thì chẳng phải tương đương với việc hai gia tộc lớn trong 8 gia tộc khủng của Yến Đô sẽ bảo vệ nhà họ Ngải à? Ngải Minh Húc cảm thấy khó chịu trong lòng, vốn dĩ ông ta muốn gả Ngải Lâm cho thằng con trai ngốc của Tôn Húc nhưng bây giờ Tôn Húc lại tôn kính Dương Thanh. Với ông ta mà nói, đây là một sự mỉa mai lớn biết bao. Bạn của đứa con gái bị ông ta đuổi ra khỏi nhà chưa nói gì mà đã làm chủ gia tộc họ Tôn phải nịnh bợ. Ông hay lắm Tôn Húc. Lâm Thiên Trạch nghiến răng nói, nếu ông đã chọn làm chó thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng ông nghĩ một thằng nhóc con thì làm gì được nhà họ Lâm tôi. Dù Tôn Húc nhát gan sợ phiền phức nhưng ông ta đã quyết định là muốn giao hảo với Dương Thanh rồi, đương nhiên sẽ không lùi bước. Cười mỉa nói, 20 cao thủ đứng đầu nhà họ Lâm ông đã đi theo nhà họ Diệp rồi, ông còn đứng đây mạnh mồm à? Hay thật đấy, dù ông có kéo đội binh đến đây, tôi mà sợ thì tôi làm cháu ông. Tôn Húc cười khinh thường. Nếu ông không sợ, tôi đăng video ông quỳ xuống xin tha lên mạng nhé, Lâm Thiên Trạch tức giận nói. Ông nghĩ tôi là thằng ngốc à? Trước mặt cậu Thanh đây, dù ông có muốn quay đi chăng nữa thì ông dám không, Tôn Húc mỉa mai. Lúc trước ông ta có sợ hãi, có giật mình nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, ngày đó ở nhà họ Diệp, Mã Siêu làm nhà họ Lâm và nhà họ Tôn sợ mất mật, làm gì có ai dám lấy điện thoại ra quay video. Diệp Mạn cũng cười ha ha, ông chủ Lâm, từ đầu đến cuối ông đều tự cho rằng sếp Điền sẽ bắt tay với ông nhưng sao tôi chưa nghe sếp Điền nói sẽ đứng về phe ông vậy.
Ban nãy Diệp Mạn đã âm thầm quan sát ánh mắt Điền Hoa, phát hiện ông ta có ý định lui binh. Rõ ràng Lâm Thiên Trạch muốn ném đá giấu tay nhưng tiếc là không thành công. Điền Hoa không ngốc, con của ông ta đã chết nhưng Mã Siêu không phải là kẻ đầu têu. Nếu vì chuyện này mà khai chiến với nhà họ Diệp và nhà họ Tôn thì nhà họ Điền sẽ không chỉ chết một mình thằng con trai của ông ta đâu. Huống chi cộng thêm Dương Thanh sâu không lường được, với tính tình cẩn thận tính trước tính sau của Điền Hoa, tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe Diệp Mạn nói, Điền Hoa nhíu mày, rõ ràng ông ta hơi bất mãn khi Diệp Mạn kéo ông ta vào. Lâm Thiên Trạch biến sắc, nhìn sang Điền Hoa hỏi, xếp Điền, con trai ông chết dưới tay thằng nhóc kia, chẳng lẽ ông định nhịn nhục? Ông chủ Lâm, ông không cần nói nhiều đâu, tôi tự biết mình nên làm gì, Điền Hoa lạnh nhạt nói. Đúng lúc này, chiếc Audi A8 màu đen từ từ tiến vào nhà họ Ngải. Một người trung niên bước xuống xe. Sau lưng người trung niên là một chàng trai mặt mũi bầm dập đang bị hai gã đô con lôi đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông ta bước đến chỗ Dương Thanh gật đầu nói, cậu Thanh, chuyện cậu dặn tôi đã xử lý xong. Khi Lâm Thiên Trạch thấy chàng trai trẻ đang bị lôi đi là ai, mặt ông ta tái mét. Dương Thanh nhìn chàng trai trẻ trước mặt, bảo Lạc Bân, làm cho cậu ta mở miệng ra. Người mới đến là Lạc Bân, giờ phút này Điền Hoa biến sắc. Lạc Bân là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh, đa số những người ở đây đều biết chuyện này. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, tập đoàn Nhạn Thanh phát triển cực kỳ mạnh mẽ, Lạc Bân cũng có tiếng và có quyền hơn. Bây giờ ông ta lễ phép với Dương Thanh đến vậy, hiển nhiên Dương Thanh là người đứng sau lưng ông ta. Đến giờ phút này Điền Hoa mới biết Dương Thanh có liên quan đến gia tộc Vũ Văn. Nhưng nếu Dương Thanh chỉ liên quan đến gia tộc Vũ Văn thì Tôn Húc sẽ không nịnh nọt cậu ta ngay trước mặt mọi người. Nếu vậy thì phe của Dương Thanh ngoài nhà họ Diệp, nhà họ Tôn ra thì còn có nhà Vũ Văn. Yến Đô có 8 gia tộc lớn mà 3 gia tộc đứng đầu đã đứng về phe Dương Thanh, có thể thấy lai lịch Dương Thanh lớn đến nhường nào. Lúc này Lạc Bân đã bước đến trước mặt chàng trai trẻ kia, lạnh lùng nói, khai hết những chuyện cậu biết, nếu không tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết. Rõ ràng anh chàng này đã từng bị ép cung, nghe Lạc Bân nói, sợ hãi duỗi tay chỉ vào Lâm Thiên Trạch gào lên, là ông ta. Ông ta cho tôi 5 triệu bảo tôi giết Điền Tân Vũ. Tài khoản tôi còn thông báo nhà họ Lâm chuyển khoản 5 triệu. Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lâm Thiên Trạch, Điền Hoa điên tiết nhìn Lâm Thiên Trạch chằm chằm. Mượn đao giết người. Lâm Thiên Trạch hoàn toàn hoảng sợ. Bây giờ nhà họ Diệp và nhà họ Tôn đang đứng về phe Dương Thanh, ông ta chỉ có thể dựa vào nhà họ Điền. Trên thực tế, Lâm Thiên Trạch âm thầm cho người giết chết Điền Tân Vũ rồi giá họa cho Mã Siêu. Vậy thì nhà họ Điền sẽ có lý do ra tay với Mã Siêu, tất nhiên Dương Thanh cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng ông ta không ngờ Dương Thanh lại cho người tìm được người đã giết Điền Tân Vũ. Ông chủ Lâm, ông lên kế hoạch hay thật đấy. Diệp Mạn cười mỉa mai. Mã Siêu sực tỉnh nói, tôi đã nói rồi mà, tôi ra tay có chừng mực, cho dù có ra tay tàn nhẫn đi chăng nữa thì cũng không đến mức chết. Thì ra sau khi tôi ra tay lại có người hạ độc thủ. Dứt lời, anh ta nhìn Dương Thanh với vẻ mặt cảm kích. Dương Thanh âm thầm sai Lạc Bân đi điều tra sự thật, đến Mã Siêu cũng không biết. Lâm Thiên Trạch, ông giải thích thế nào đây? Điền Hoa nghiến răng hỏi, ánh mắt lập lòe sát khí. Lâm Thiên Trạch vội vã nói, xếp Điền, ông đừng để đám khốn đó lừa, tôi không hề cho người giết con ông. Chàng trai trẻ kia đi theo họ nên vụ oan giá họa cho tôi. Ông chủ Lâm, rõ ràng ông đã ra lệnh cho tôi làm, sao bây giờ lại không thừa nhận? Anh ta giống lên, cực kỳ kích động nói, ông nói với tôi rằng có người đã bị gãy tứ chi, bảo tôi vờ như đi cứu người, sau đó âm thầm giết đối phương. Tôi là người của ông, ai muốn tra là tra được ngay. Bây giờ trong tài khoản tôi vẫn còn 5 triệu do nhà họ Lâm gửi. Bây giờ chứng cứ đã xác thực lắm rồi, ông còn muốn ngụy biện nữa à? Lâm Thiên Trạch hoàn toàn hoảng sợ, giận dữ hét lên, nhóc con, tao không biết mày là ai hết, tao làm gì biết mày là người của tao. Dù mày là người của tao đi chăng nữa thì cũng là người không có tư cách tiếp xúc với tao. Nếu mày giết người thật thì chắc chắn là họ bảo mày làm vậy, để đâm tao một dao. Tốt nhất mày nên nói thật. Nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Lâm Thiên Trạch quyết không thừa nhận.
Quả nhiên những gì ông ta nói làm chàng trai trẻ kia sợ hãi. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu khai thật thì sau này cậu là người của Điền Hoa tôi. Ai dám động vào cậu thì tương đương với việc động vào nhà họ Điền. Điền Hoa cũng lên tiếng, giọng lạnh đến cực đỉnh. Bây giờ ông ta đã xác định được rằng, thủ phạm thật sự giết con trai mình chính là cậu trai trẻ này, do Lâm Thiên Trạch sai cậu ta làm. Vốn dĩ còn đang lo có khi nào nhà họ Điền sẽ bắt tay với nhà họ Lâm không, bây giờ xem ra là không thể nào. Diệp Mạn hơi ngạc nhiên, nhìn Dương Thanh thật kỹ. Vốn dĩ còn tưởng mình đến giúp Dương Thanh là có thể giải quyết chuyện trước mắt nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều sự cố bất ngờ như vậy. Bây giờ nhờ Dương Thanh cho người âm thầm điều tra trước nên họ mới thoát khỏi thế bị động. Tôn Húc cũng kinh hãi không thôi, ông ta nhìn Dương Thanh đang bình tĩnh, càng cảm thấy rằng Dương Thanh không hề đơn giản, mà tất nhiên lai lịch của những người thế này không thể nhỏ được. Ông ta tự hào về lựa chọn của mình. Sếp Điền, những gì tôi nói đều là thật. Với thân phận của ông, nếu muốn điều tra tôi thì dễ như trở bàn tay, tôi đã làm cho nhà họ Lâm 3 năm rồi. Dù tôi phản bội nhà họ Lâm bắt tay với người khác để hãm hại nhà họ Lâm đi chăng nữa thì khoản tiền 5 triệu này nên giải thích thế nào? Số tiền này là tiền thù lao nhà họ Lâm trả cho tôi, hơn nữa thời gian gửi tiền là trước khi tôi ra tay, đây là chứng cứ. Chàng trai trẻ vội phân tích. Điền Hoa giận ngút trời, nghiến răng nói, Lâm Thiên Trạch, bây giờ ông còn muốn giải thích gì nữa không? Sếp Điền, tôi thật sự không sai người giết con trai ông mà. Thằng nhóc này đang nói bậy, Lâm Thiên Trạch vội vàng nói, ánh mắt ngập tràn sốt ruột. Trước mắt nhà họ Diệp và nhà họ Tôn đang nhìn ông ta như hổ rình mồi, nhà họ Điền cũng hận nhà họ Lâm thì nhà họ Lâm sẽ rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra ông ta còn biết nhà họ Diệp rất thân với gia tộc Vũ Văn. Bây giờ 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, nhà Vũ Văn, nhà họ Diệp, nhà họ Tôn, nếu cộng thêm nhà họ Điền thì 4 gia tộc lớn đều ghi hận nhà họ Lâm. Đối với nhà họ Lâm mà nói, đây mới là nguy cơ khổng lồ. Sếp Điền, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, tin hay không tùy ông. Lâm Thiên Trạch kiên trì rằng cái chết của Điền Tân Vũ không liên quan gì đến ông ta, bực mình nói, tôi có lòng đến giúp ông nhưng không ngờ sếp Điền lại dễ dàng bị người khác dắt mũi như vậy. Nếu thế thì tôi không cần phải giúp sếp Điền nữa, tạm biệt. Dứt lời, Lâm Thiên Trạch xoay người định đi. Ai cho ông đi? Dương Thanh chợt lên tiếng. Giọng anh rất bình tĩnh nhưng với Lâm Thiên Trạch mà nói, nó chẳng giác gì giọng của ác ma. Lần trước ông ta dẫn theo 20 cao thủ top đầu đến nhà họ Diệp, một người chết, hai người bị thương nặng, những người khác thì đầu quân cho nhà họ Diệp. Lần này ông ta chỉ dẫn theo 4 người, đây đều là những cao thủ mà ông ta phải bỏ ra một số tiền rất lớn mời từ nước ngoài về. Chẳng lẽ hôm nay lại thất bại ngay tại đây? Cậu muốn gì? Lâm Thiên Trạch cắn răng hỏi. Chuyện khác thì tôi có thể không so đo với ông nhưng ông cứ luôn mồm sỉ nhục mẹ vợ tôi giết bố để giành quyền, ông phải trả giá thật lớn vì chuyện này. Dương Thanh lạnh giọng nói. Diệp Mạn sửng sốt một lúc, ngay sau đó bỗng lấy lại tinh thần, bà ta chính là mẹ vợ mà Dương Thanh nhắc đến. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh thừa nhận quan hệ giữa anh và Diệp Mạn trước mặt mọi người. Cũng có nghĩa rằng Dương Thanh đã chấp nhận bà mẹ vợ này. Bỗng chốc mắt Diệp Mạn đỏ hoe, cực kỳ kích động. Không những chỉ có Diệp Mạn mà những người khác đều kinh ngạc. Dù là nhà họ Ngải, nhà họ Tôn, nhà họ Lâm hay nhà họ Điền, họ chỉ biết Dương Thanh có liên quan đến nhà họ Diệp nhưng lại không biết Dương Thanh là con rể của Diệp Mạn. Sau khi ngạc nhiên một lúc, Lâm Thiên Trạch phẫn nộ nói, bà ta là người đàn bà ác độc giết bố đoạt quyền, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Ông tận mắt chứng kiến hả? Dương Thanh lạnh giọng chất vấn. Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng đây là tin tức do nhà họ Diệp lan truyền. Lâm Thiên Trạch cắn răng nói. Nếu ông không tận mắt chứng kiến vậy chứng minh những gì ông nghe chỉ là tin đồn. Nhưng ông lại sỉ nhục mẹ vợ tôi hết lần này đến lần khác, đây là phong cách của nhà họ Lâm à. Giọng Dương Thanh vẫn lạnh như băng, mắt lập lòe sát khí. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đuổi giết 8 gia tộc lớn ở Yến Đô nên lần trước nhà họ Lâm và nhà họ Tôn bắt tay nhau đến làm loạn ở đám tang Diệp Kế Tông, anh không hề trả thù nhà họ Lâm hay nhà họ Tôn. Anh chỉ lấy đi 20 cao thủ đứng đầu nhà họ Lâm và ép Tôn Húc quỳ xuống xin tha. Nhưng hôm nay Lâm Thiên Trạch vẫn dám khiêu khích, thậm chí còn cho người ám sát con trai Điền Hoa, có ý đồ đổ tội cho Mã Siêu để khiến nhà họ Điền đuổi giết Mã Siêu.
Thế thì đương nhiên Dương Thanh phải ra mặt, thuận theo kế hoạch của Lâm Thiên Trạch, mượn đao giết người. Bị vả mặt trước bao người. Thằng danh kia, mày đừng có nói bậy, không đến lượt mày bình phẩm về phong cách làm việc của nhà họ Lâm tao đâu. Lâm Thiên Trạch nổi giận quát lớn, quay đầu định bỏ đi. Vả miệng. Dương Thanh chỉ nói hai tiếng, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy một bóng mờ lướt thẳng về phía Lâm Thiên Trạch. Bốp. Một tiếng bạt tai giòn giã vang vọng toàn bộ nơi đây. Tất cả đều ngây cả người, chỉ thấy Mã Siêu đã chắn trước mặt Lâm Thiên Trạch, vung tay tát vào mặt ông ta. Đánh người không nên vả mặt, nhưng Mã Siêu không chỉ vả mặt mà còn vả thẳng mặt chủ gia tộc họ Lâm. Ai nấy đều cảm thấy hoang đường, nhất là đám người nhà họ Ngải đã dại cả ra. Mã Siêu là con rể nhà họ Ngải, nhưng hôm nay, trước mặt bao người, anh ta lại vả mặt ông chủ gia tộc họ Lâm. Đây chính chủ của một trong 8 gia tộc quyền quý nhất Yến Đô, vậy mà Mã Siêu dám vả mặt ông ta trước mắt bao người. Điền Hoa cũng thoáng thất kinh, giờ ông ta đã hiểu nhà họ Lâm vốn có thù oán với Dương Thanh, hôm nay muốn mượn tay ông ta để đối phó với Dương Thanh. Mày dám đánh tao? Lâm Thiên Trạch trợn to mắt nhìn Mã Siêu, vẻ mặt khó tin. Bốp! Mã Siêu lại tặng cho ông ta một cái tát, không rõ sự thật thế nào lại dám luôn miệng nhục mạ người khác, đáng đánh. Mày dám? Bốp! Lần này, Lâm Thiên Trạch còn chưa nói hết câu đã ăn thêm một cái tát của Mã Siêu. Tính kế với nhà họ Điền, định mượn tay kẻ khác hại người, đáng đánh. Mã Siêu lạnh lùng nói. Mày! Bốp! Mã Siêu lại tặng thêm một bạt tai, lạnh lẽo nói tiếp, không biết ăn năn, đáng đánh. Bốp, bốp. Ngay sau đó, Mã Siêu vung tay tát liên tiếp hơn chục cái vào mặt Lâm Thiên Trạch, khiến nó sưng vù lên. Mọi người đều đã trợn tròn mắt, ông chủ nhà họ Lâm bị vả mặt trước bao người, bị đánh sưng như đầu heo. Tất cả đều ngây dại, cả 4 gã lực sĩ da đen cao lớn bên cạnh Lâm Thiên Trạch cũng ngây như phỗng. Không ngờ ông chủ của mình lại bị vả mặt ngay trước mặt mọi người. Thằng khốn, mày phải chết. Một gã lực sĩ da đen tỉnh táo lại trước tiên, bèn quát lớn một tiếng, nhào về phía Mã Siêu. Cùng lúc đó, 3 gã da đen còn lại cũng lao lên đánh. Tuy dáng người Mã Siêu đã cực kỳ cao lớn lực lưỡng nhưng so với 4 gã lực sĩ da đen cao tới 1m9 này thì thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé hơn. Điền Hoa liếc mắt nhìn Dương Thanh theo bản năng. Thấy anh vẫn yên lặng đứng đó như một bức tượng đá, vẻ mặt bình thản. Điền Hoa càng ngày càng tò mò về thân phận thực sự của Dương Thanh. Thịch 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 thịch. Đúng lúc này, 4 tiếng đánh trầm đục đột nhiên vang lên. Điền Hoa quay phát lại, khiếp sợ tròn mắt. Ông ta chỉ mới quay nhìn Dương Thanh một giây, 4 gã lực sĩ da đen kia đã bị đánh bay ra ngoài mấy mét. Cả đám đều không còn sức lực đứng lên, sắc mặt vặn vẹo vì đau đớn. Điền Hoa rúng động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi một gã thanh niên mới ngoài 20 lại có thể đánh bay 4 gã vệ sĩ lực lưỡng của Lâm Thiên Trạch trong nháy mắt. Không chỉ riêng Điền Hoa, những người còn lại chứng kiến cảnh Mã Siêu đấm bay đám vệ sĩ da đen đều sợ ngây người. Vừa rồi khi 4 gã vệ sĩ da đen lao về phía Mã Siêu, thân hình họ đã chặn mất tầm nhìn. Mọi người chỉ nghe thấy 4 tiếng va chạm nặng nề vang lên, sau đó lại thấy 4 gã vệ sĩ da đen bay ngược ra ngoài. Bấy giờ, bên cạnh Mã Siêu chỉ còn lại Lâm Thiên Trạch đã bị vả sưng phù mặt. Lâm Thiên Trạch há hốc mồm, khuôn mặt sưng vù đã tràn đầy sợ hãi. Phải mất bao nhiêu công sức mới mời được 4 gã lực sĩ da đen kia thì chỉ mình ông ta biết. Ban đầu ông ta định dùng mấy người đó để đối phó với Dương Thanh và Mã Siêu, nào ngờ 4 gã lực sĩ này còn chưa kịp đụng tới vạt áo Mã Siêu đã bị anh ta đánh bay ra ngoài, không bò dậy nổi. Tôn Húc rúng động cả tâm can. Cảm thấy mình may mắn vô cùng. Nếu vừa rồi ông ta nghe theo Lâm Thiên Trạch đối đầu với Dương Thanh, liệu có phải 50 gã cao thủ do ông ta mang tới đều sẽ theo nhà họ Diệp rồi không? Người nhà họ Ngải đồng loạt hóa đá tại chỗ, nhất là Ngải Minh Húc đang run lẩy bẩy. Mã Siêu nhìn Dương Thanh hỏi. Lời vừa thốt ra, khắp trốn lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên Mã Siêu đang hỏi Dương Thanh có muốn giết Lâm Thiên Trạch không? Thái độ của Mã Siêu rất nghiêm túc. Mọi người cũng đã thấy anh ta ngang nhiên vả mặt Lâm Thiên Trạch, sau đó còn đánh bại 4 gã cao thủ nhà họ Lâm. Bọn họ biết không phải Mã Siêu đang làm màu mà thật sự muốn hỏi Dương Thanh có muốn giết Lâm Thiên Trạch hay không. Bịch! Nhưng ngay sau đó, mọi người đều ngã ngửa khi thấy Lâm Thiên Trạch quỳ phịch xuống đất. Dương Thanh còn chưa kịp trả lời Mã Siêu,
Lâm Thiên Trạch đã hoảng sợ quỳ xuống. Tôi sai rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi, sau này tôi không dám khiêu khích hai cậu nữa. Hai cậu đi đến đâu, tôi sẽ tránh chỗ đó, xin hãy tha cho tôi lần này, tôi xin cút ngay đây ạ. Lâm Thiên Trạch bị Mã Siêu và liên tiếp hơn chục bạt tai, mặt mũi sưng vù, nói cũng rất khó nghe rõ, nhưng mọi người vẫn nghe ra ý của ông ta. Nỗi khiếp sợ lan tràn ra bốn phía, kích thích trái tim mỗi người. Tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đều rất giàu có và nắm giữ quyền lực cực lớn ở Yến Đô này. Từ trước tới nay luôn là kẻ khác quỳ xuống trước mặt họ xin tha, đã bao giờ bọn họ phải quỳ dưới chân người khác. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Dương Thanh, người thanh niên từ đầu tới giờ vẫn cực kỳ kiệm lời ấy. Mỗi câu nói của anh đều rất quan trọng, đồng thời có thể khiến mọi người khiếp sợ. Dương Thanh khinh miệt liếc nhìn Lâm Thiên Trạch đang quỳ dưới đất xin tha, lạnh lùng nói, ông năm lần bảy lượt sỉ nhục mẹ vợ tôi, bà ấy tha cho ông thì ông mới có thể sống. Diệp Mạn run lên nhẹ nhẹ, bà ta cứ nghĩ Dương Thanh đối xử với Lâm Thiên Trạch như vậy là bởi ông ta đắc tội với anh. Hiện giờ bà ta mới biết Dương Thanh làm thế là để giúp bà ta hả giận. Sau chuyện ngày hôm nay, còn ai dám nhục mạ bà ta nữa? Diệp Mạn cực kỳ kích động, cũng rất cảm động. Càng thấy vừa mắt Dương Thanh. Đây mới đúng là con rể lý tưởng của bà ta. Xin lỗi bà chủ Diệp, miệng tôi đê tiện không nên nói bậy bạ về bà như vậy. Tôi sai rồi, sau này không dám tái phạm nữa. Lâm Thiên Trạch lập tức lê gối về phía Diệp Mạn, vừa xin lỗi vừa tự tát thật mạnh vào mặt mình. Bớt giả tạo đi. Ông ta thực sự biết sợ, tự vả mình không hề nương tay. Gương mặt vốn đã bị Mã Siêu đánh sưng giờ lại bị chính ông ta ra sức tát hơn chục cái nên càng sưng phù hơn, khóe miệng còn rỉ máu. Diệp Mạn liếc nhìn Dương Thanh, thấy anh không tỏ thái độ gì liền biết, anh đang muốn để bà ta tự quyết định. Bà ta nghĩ tới nền tảng của nhà họ Lâm, nếu hôm nay giết Lâm Thiên Trạch thì bố của Lâm Thiên Trạch là Lâm Báo chủ gia tộc tiền nhiệm của nhà họ Lâm nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhà họ Diệp không sợ. Nhưng bà ta sợ Dương Thanh bị mình làm liên lụy. Đời này, bà ta đã có lỗi với con gái mình, không muốn con rể cũng gặp phiền hà vì mình nữa. Biết lỗi rồi thì cút đi. Nếu ông còn dám có ý định trả thù, dù tôi có phải hao phí toàn bộ sức mạnh của nhà họ Diệp cũng phải tiêu diệt nhà họ Lâm. Diệp Mạn nghiêm nghị quát lớn. Lòng Lâm Thiên Trạch thoáng run lên, nhưng Diệp Mạn nói vậy là có ý tha cho ông ta, lập tức mừng rỡ. Cảm ơn bà chủ Diệp. Cảm ơn bà chủ Diệp, dù cho tôi thêm chục lá gan, tôi cũng không dám có ý định trả thù gì đâu. Lâm Thiên Trạch vội vàng cảm ơn rồi đứng dậy bỏ chạy, mặc kệ bốn gã lực sĩ da đen nằm la liệt dưới đất. Thấy Lâm Thiên Trạch chật vật chạy trốn, mọi người đều sợ ngây ra. Nhưng ai cũng hiểu, một khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, thể diện của nhà họ Lâm coi như mất sạch. Lần đầu tiên Tôn Húc cảm thấy tự hào vì quyết định của bản thân. Mừng vì mình không đứng về phía Lâm Thiên Trạch. Bằng không, kẻ phải quỳ xuống xin tha không chỉ có mình Lâm Thiên Trạch. Sếp Điền, sự thật đã được sáng tỏ, có phải ông nên dẫn người đi rồi không? Lúc này, Diệp Mạn bỗng tiếng đến, nhìn Điền Hoa cười nói. Điền Hoa chăm chú nhìn thẳng vào Diệp Mạn, chưa nói đến chuyện sự thật đã được sáng tỏ, dù con ông ta thực sự đã bị Mã Siêu giết thì ông ta cũng không dám báo thù cho con. Diệp Mạn đang cho ông ta một cơ hội xuống nước, đương nhiên phải vui mừng nhận lấy, vội vàng nói, bà chủ Diệp nói đúng lắm, hiện giờ sự thật đã được sáng tỏ, con tôi bị người nhà họ Lâm hại chết. Dù muốn tìm hung thủ báo thù thì tôi cũng nên đến nhà họ Lâm mới phải, chúng tôi xin từ biệt ở đây. Được, xếp Điền đi thong thả nhé, Diệp Mạn cười nói. Điền Hoa đi rồi, chỉ còn lại người nhà họ Tôn, nhà họ Diệp, nhà họ Ngải cùng với Dương Thanh và Mã Siêu. Cậu Thanh xem còn gì sai bảo nữa không ạ? Nếu không tôi xin phép ra về, không quấy rầy cậu nữa. Tôn Húc đi tới trước mặt Dương Thanh, hơi khom người, khúm núm thưa. Dương Thanh nhìn Tôn Húc, mặc dù người này hơi vô sỉ, còn nhát gan sợ chết nhưng như thế mới dễ khống chế. Chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn ông chủ Tôn, sau này tập đoàn Nhãn Thanh của tôi xin nhờ ông giúp đỡ nhiều hơn. Dương Thanh mỉm cười, chủ động chia tay cho Tôn Húc. Tôn Húc nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội vàng bắt tay Dương Thanh, kích động nói, xin cậu Thanh cứ yên tâm, sau này tập đoàn Nhãn Thanh chính là đối tác thân thiết nhất của gia tộc họ Tôn, bất kỳ dự án nào có thể hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh, chúng tôi nhất định sẽ không lựa chọn đối tác thứ hai.
vậy thì xin cảm ơn trước. Dương Thanh cười nói, mời ông chủ tôn đi thong thả, có thời gian tôi xin mời ông một bữa. Được, được ạ, hẹn gặp lại cậu Thanh sau. Tôn Húc vội vã dẫn người rời khỏi. Diệp Mạn cũng bước tới, cười nói, không biết cậu Thanh còn gì dặn dò chăng? Nếu không thì tôi cũng xin phép đi trước. Tuy Dương Thanh đã thừa nhận bà ta là mẹ vợ anh trước mặt mọi người nhưng Diệp Mạn vẫn cung kính với anh, không dám lên mặt làm bừa. Dương Thanh nói, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, sau này mẹ cứ gọi tên con là được rồi. Nghe vậy, Diệp Mạn ngây cả người. Vừa rồi Dương Thanh thừa nhận thân phận của bà ta đã đủ khiến bà ta kích động, nhưng hiện giờ anh lại nói giữa hai người không cần khách sáo, còn bảo Diệp Mạn gọi thẳng tên của anh. Viên mắt Diệp Mạn đỏ ửng. Bà ta gật đầu nghẹn ngào nói, được được được. Thấy Diệp Mạn kích động như vậy, Dương Thanh cũng âm thầm cảm thán. Chỉ cần Diệp Mạn có thể trở thành một người mẹ tốt thì anh sẽ không ngăn cản Tần Thanh Tâm và Diệp Mạn nhận nhau. Mấy ngày nữa xử lý xong những việc cần thiết, con sẽ dẫn Tâm tới thăm mẹ, mẹ cứ đi làm việc của mình trước đi, Dương Thanh nói. Được, mẹ chờ hai đứa. Diệp Mạn nói xong liền quay đầu bước đi, bởi bà ta không kìm được nước mắt nữa. Người nhà họ Diệp cũng rời đi, chỉ còn lại người nhà họ Ngải. Lúc này, cả khu nhà rộng lớn của gia tộc họ Ngải trở nên vắng vẻ. Đám người nhà họ Ngải chỉ dám len lén nhìn Dương Thanh. Dương Thanh lại thờ ơ quay sang hỏi Ngải Lâm, chúng ta đi chứ? Ngải Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Ngải Minh Húc như một người xa lạ, bình thản nói, rắc rối do chúng tôi gây ra, chúng tôi tự xử lý xong rồi. Sau này nếu nhà họ Ngải chọc phải phiền toái gì cũng sẽ không liên quan đến tôi. Dứt lời, Ngải Lâm quay người bỏ đi. Lâm à, bố sai rồi. Ngải Minh Húc sốt cuộc lên tiếng, đỏ mắt nói, bố thực sự biết lỗi rồi, bố không xứng làm chủ nhà họ Ngải, bố có lỗi với con. Con đừng đi, bố trả lại vị trí chủ gia tộc cho con, sau này sẽ dốc hết sức trợ giúp con, không bao giờ mơ ước vị trí đó nữa, xin con hãy ở lại. Ngải Minh Húc thật lòng hối hận, sau khi thấy được thực lực của Dương Thanh và Mã Siêu, ông ta tiếc nứt ruột. Ông ta không hề có ý muốn đuổi Ngải Lâm đi, chẳng qua trong lòng ông ta, lợi ích của gia tộc luôn được đặt lên đầu, đến nỗi thả hy sinh cả con gái mình. Hôm nay, ông ta thấy được tiềm lực của Ngải Lâm, bạn của Ngải Lâm là người có thể khiến chủ của một trong 8 gia tộc lớn nhất Yến Đô phải khúm núm lấy lòng. Với quan hệ giữa Ngải Lâm và Dương Thanh, tương lai địa vị của nhà họ Ngải có thể cao tới mức nào? Lâm à, ở lại đi cháu. Đúng vậy, nhà họ Ngải chúng ta không thể không có cháu, cháu hãy ở lại làm chủ gia tộc, mọi người đều sẽ dốc hết sức hỗ trợ cháu. Dù thế nào cháu cũng vẫn là người nhà họ Ngải, không thể cắt đứt được. Cháu đừng bỏ đi mà. Người nhà họ Ngải rối rít lên tiếng cầu xin Ngải Lâm ở lại. Ngải Lâm chợt cảm thấy thật buồn cười. Cô ấy quay đầu nhìn về phía đám người kia, ánh mắt lạnh lùng. Giờ đã biết bảo tôi ở lại rồi à? Giờ đã biết nhà họ Ngải không thể thiếu tôi. Giờ mới biết tôi cũng là người nhà họ Ngải. Nếu tôi vẫn trắng tay như trước đây, cũng chẳng có người bạn lợi hại như Dương Thanh, liệu các người còn thấy tôi quan trọng nữa không? Ngải Lâm châm chọc cười, thôi, các người bớt giả tạo đi, từ lúc các người ép tôi tới nhà họ Điền chịu chết, trong lòng tôi đã không còn nhà họ Ngải này nữa rồi. Dứt lời, Ngải Lâm ôm tay Mã Siêu nói, chúng ta đi thôi. Ở đây, người nhà họ Ngải trơ mắt nhìn Ngải Lâm rời đi, không cách nào giữ lại được. Ngải Lâm vừa rời khỏi, bọn họ mới nhận ra lần này cô ấy thật sự muốn rời bỏ gia tộc. Chủ gia tộc, mau đuổi theo Ngải Lâm đi. Ngải Lâm là con gái của ông, chỉ cần ông chịu cầu xin cô ấy, nhất định cô ấy sẽ đồng ý trở về. Đúng đấy, bạn của Ngải Lâm tài giỏi như vậy. Ngay cả chủ của những gia tộc trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô còn phải nịnh nọt cậu ấy cơ mà. Chỉ cần Ngải Lâm vẫn là người nhà họ Ngải, sau này chúng ta vẫn còn hy vọng trở thành gia tộc mới thuộc 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đấy. Ban đầu người nhà họ Ngải chỉ muốn khuyên Ngải Minh Húc thuyết phục Ngải Lâm trở về. Nhưng nói một hồi ai nấy đều cực kỳ phấn khích như thể nhà họ Ngải đã chen chân vào 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô rồi. Tất cả im miệng cho tôi. Ngải Minh Húc bỗng nổi giận quát, mọi người mới yên tĩnh lại. Lúc này Ngải Minh Húc là người đau khổ nhất, vì gia tộc mà đuổi con gái đi nhưng ông ta không ngờ bạn của Ngải Lâm lại lợi hại như vậy. Ông ta đã hối hận từ lâu, nhưng cũng hiểu rõ tính tình của con gái mình.
bây giờ nếu đi thuyết phục ngài Lâm trở về chắc chắn sẽ bị từ chối. Chủ gia tộc, quan hệ của ngài Lâm và chủ gia tộc đời trước rất tốt, thậm chí lần này ông ấy còn bỏ đi vì ngài Lâm. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi đón chủ gia tộc tiền nhiệm về trước. Chỉ cần đón được ông ấy trở về, chúng ta lại khuyên ông ấy đi thuyết phục ngài Lâm, chắc chắn ngài Lâm sẽ đồng ý trở về gia tộc. Có bậc cha chú nhà họ ngài hiểu được suy nghĩ của ngài Minh Húc liền khuyên. Hai mắt ngài Minh Húc bỗng sáng lên, đúng vậy, ngài Lâm bị tôi đuổi khỏi gia tộc, nhưng quan hệ của con bé với bố tôi rất tốt, chỉ cần bố tôi đồng ý nói giúp, ngài Lâm sẽ không từ bỏ nhà họ ngài. Nhưng bây giờ chủ gia tộc tiền nhiệm đang ở đâu, có người chợt hỏi. Ngài Minh Húc lập tức im bặt, bỗng muốn tát mình mấy bạt tai. Bố của ông ta đã hơn 70 tuổi, một mình bỏ nhà ra đi, vậy mà người làm con như ông ta lại không biết bố mình đi đâu. Đúng là đứa con bất hiếu, lập tức điều động tất cả các mối quan hệ của nhà họ ngài để tìm chủ gia tộc tiền nhiệm, ngài Minh Húc dặn dò. Người nhà họ ngài bắt đầu lật tung khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngài Xuyên. Cùng lúc đó, trong một trang trại nhỏ ở ngoại ô Yến Đô, ngài Xuyên người bị nhà họ ngài tìm kiếm đang quét sân, vẻ mặt không hề đau buồn. Trang trại nhỏ rộng khoảng 500 mét vuông, bên trong có một tòa nhà 2 tầng xây theo kiểu nông thôn. Ngoài sân còn có mấy cây ăn quả nhưng đang vào cuối thu lá rụng gần hết, chỉ còn sót lại vài chiếc trên cành. Một trang trại nhỏ rất bình thường nhưng lại khiến ngài Xuyên vô cùng hưởng thụ. Đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Ngài Xuyên quét sân xong, mỉm cười nhìn cảnh lá rụng trong sân, xúc động thì thào. Nếu ông nội thích, sau này cháu sẽ ở lại đây với ông. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới. Chào ông nội. Chào ông. Tiếp đó là hai lời chào hỏi lần lượt vang lên. Ngài Xuyên quay đầu trông thấy ba người đang bước tới, chính là Dương Thanh, Mã Siêu và cháu nội ngài Lâm của lão. Sao các cháu biết ông ở đây? Ngài Xuyên hơi kinh ngạc. Hỏi xong, lão bỗng bật cười. Tuy lão không biết thân phận của Dương Thanh nhưng có thể đoán được lai lịch của anh không tầm thường. Dương Thanh muốn biết lão đang ở đâu rất đơn giản. Ông nội. Ngài Lâm vội vã đi lên cầm cây chổi trong tay ngài Xuyên. Mắt đỏ hoe nhìn ông nội. Ngài Xuyên nở nụ cười hiền từ, xoa đầu ngài Lâm nói, cháu đừng đau lòng vì ông. Nếu bố cháu không vô dụng, ông đã đến đây an hưởng tuổi già từ lâu rồi. Sau này ông định ở lại đây thật sao? Ngài Lâm không muốn ngài Xuyên đau lòng vì mình, bèn đổi đề tài hỏi. Ngài Xuyên gật đầu, ông mua lại căn nhà này mười mấy năm rồi. Nếu ông không muốn sống ở đây, sao lại mua sớm vậy chứ? Ngài Lâm biết ngài Xuyên rất muốn ở lại đây mới quả quyết nói, nếu ông nội đã muốn ở lại đây, sau này cháu cũng sẽ ở đây với ông. Một mình ông tự do tự tại, cháu ở đây làm gì, ngài Xuyên vờ ghét bỏ hỏi. Nếu ông không cho cháu ở đây, cháu sẽ mua căn nhà sát bên, phá tường ngăn giữa hai nhà, ngài Lâm lém lỉnh nói. Ngài Xuyên lắc đầu cười. Ông yên tâm, cháu sẽ không quấy rầy cuộc sống của ông đâu. Cháu chỉ ở nhờ một thời gian. Đợi cuối năm kết hôn xong sẽ dọn đi. Ngài Lâm thân mật ôm cánh tay ngài Xuyên, cười nói, đến lúc đó cháu sẽ đón ông qua ở chung với chúng cháu. Nếu ông cứ khăng khăng ở lại đây cháu sẽ thuê bảo mẫu chăm ông. Kết hôn, cháu nói cuối năm nay sẽ kết hôn. Ngài Xuyên ngạc nhiên vui mừng. Ngài Lâm hơi thẹn thùng gật đầu. Ngài Xuyên lập tức cười lớn, được, đến lúc đó ông nhất định sẽ tặng cháu một món quà lớn. Sau khi tán gẫu vài câu ngài Lâm đến nhà bếp làm cơm, để Dương Thanh và Mã Siêu ở lại nói chuyện với ngài Xuyên. Siêu, ông giao ngài Lâm cho cháu nhất định phải đối xử tốt với con bé. Ngài Xuyên chân thành nói, giọng điệu ôn hòa không phải ra lệnh mà như đang cầu xin. Mã Siêu vội vàng nói, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Dương Thanh cũng cười nói, ông cứ yên tâm, tuy Mã Siêu là anh em của cháu. Nhưng ngài Lâm lại giống như chị ruột của cháu. Nếu tên nhóc này dám bắt nạt chị Lâm, chắc chắn cháu sẽ trừng trị cậu ấy. Ha ha, được. Ngài Xuyên cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc ngài Lâm đã nấu xong 3 món mặn 1 món canh. Dương Thanh không ngờ một người phụ nữ hiện đại như ngài Lâm lại nấu ăn ngon như vậy. Mã Siêu, sau này cậu có lộc ăn rồi, Dương Thanh vừa ăn vừa nói. Mã Siêu cười hì hì, phải không? Em cũng nghĩ vậy, ngài Lâm trừng mắt với Mã Siêu, anh quên lời hứa lúc theo đuổi em rồi à? Nghe vậy, Mã Siêu tỏ ra oan ức,
cậu ấy hứa gì với chị thế? Dương Thanh cười hỏi. Anh ấy nói sau khi kết hôn sẽ bao hết việc nhà. Chị chỉ cần lo làm đẹp là được. Ngải Lâm cười híp mắt nhìn Mã Siêu hỏi, không phải anh quên hết rồi đấy chứ? Em không giữ chút thể diện cho anh được sao? Mã Siêu tủi thân nói. Ha 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 ha. Dương Thanh và Ngải Xuyên cười rộ lên, trong sân ngập tràn tiếng cười. Đúng lúc này một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng trước cổng, một bóng người trung niên bước ra, theo sau còn có mấy bậc cha chú. Ông chắc bố tôi đang ở bên trong chứ? Ngải Minh Húc hỏi ông già bên cạnh. Ông ta thấy điều kiện của trang trại này quá tệ, cho ông ta ở đây một ngày cũng không thể. Cho nên ông ta không tin Ngải Xuyên sẽ sống ở đây. Chủ gia tộc tiền nhiệm ở đây thật mà. Mười mấy năm trước tôi đã chọn mua căn nhà này với ông ấy. Trước đây tôi còn làm quản gia cho ông chủ cũ, năm nào ông ấy cũng đến đây ở vài ngày, quản gia nói. Được, chúng ta vào xem thử. Ngải Minh Húc dẫn một đám người lớn tuổi đi vào sân. Hối hận xanh ruột. Ngải Minh Húc vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Ông ta không ngờ giọng cười sang sảng này lại là của Ngải Xuyên. Ông ta là con trai của Ngải Xuyên nhưng chưa bao giờ thấy Ngải Xuyên cười vui vẻ như vậy. Lúc này ông ta bỗng hoài nghi liệu bên trong căn nhà hai tầng có vẻ mộc mạc này có phải được trang trí cực kỳ xa hoa không? Nếu không sao một người cả đời hưởng thụ giàu sang như Ngải Xuyên có thể cười vui vẻ ở chỗ này được. Trong đầu ông ta xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ông ta nôn nóng đẩy cửa ra. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, cả người liền ngơ ngẩn. Bởi vì bên trong không hề trang trí xa hoa như ông ta nghĩ, chỉ có bốn vách tường đơn giản được sơn trắng, gạch lát nền màu be nhạt, thậm chí còn không có cả gạch ốp chân tường. Trần nhà treo đèn LED tiết kiệm điện, trong nhà chỉ bày biện một số đồ dùng bằng gỗ lim tuy cũng đắt đỏ nhưng Ngải Minh Húc biết tổng giá trị của bộ đồ dùng trong nhà này chắc chắn không quá 100.000. Trong căn phòng sơ sài như vậy, bốn người Ngải Xuyên, Ngải Lâm, Dương Thanh và Mã Siêu đang ngồi quây quần ăn cơm. Thức ăn cũng rất đạm bạc, chỉ có ba món mặn và một món canh. Anh tới đây làm gì? Ngải Xuyên không vui hỏi. Con tới đón bố về. Ngải Minh Húc gượng cười, bước lên trước nói. Ông ta còn đánh giá xung quanh một lượt rồi nói, bố là ông chủ cũ của nhà họ Ngải, có biệt thự riêng của mình. Chỗ ở tồi tàn này sao xứng với thân phận của bố? Bố mau sửa soạn rồi về nhà với con thôi. Ngải Minh Húc cười nói. Ông ta không hề nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Ngải Xuyên. Chủ gia tộc tiền nhiệm mau theo chúng tôi về đi. Nhà họ Ngải không thể không có ông. Nhà họ Ngải mới là chỗ để ông dưỡng lão, chỗ rách nát này không thích hợp với ông đâu. Đúng vậy, ông đã hy sinh cả đời cho nhà họ Ngải. Nếu ông sống ở đây một mình, chưa kể đến vấn đề an toàn, nếu người ngoài biết được sẽ chê cười con cháu nhà họ Ngải bất hiếu. Mấy bậc cha chú đi theo Ngải Minh Húc tới đây cũng nhao nhao khuyên nhủ. Những người này rất thông minh, rõ ràng nhìn thấy đám người Ngải Lâm nhưng lại vờ như không thấy, cũng không khuyên Ngải Lâm về nhà. Trên đường tới đây, Ngải Minh Húc đã nhắc nhở nếu Ngải Lâm cũng có mặt thì tuyệt đối không được khuyên cô ấy, bởi vì ông ta hiểu rất rõ tính tình con gái mình. Bây giờ chỉ có Ngải Xuyên mới có thể thuyết phục Ngải Lâm trở về nhà họ Ngải lần nữa. Cộp! Ngải Xuyên đột nhiên đặt bát lên bàn ăn. Cả giận nói, mọi người im hết cho tôi. Mới nãy Ngải Xuyên còn cười nói vui vẻ mà giờ đây đã đanh mặt lại. Người nhà họ Ngải đều im như thóc, không ai dám lên tiếng. Ngải Húc Minh cũng hoảng sợ, sững sờ một lúc rồi vội nói, bố đừng giận nữa, mau về nhà với con đi. Con không yên tâm để bố ở đây một mình. Anh mù rồi à, ai bảo tôi ở đây một mình. Ngải Xuyên ẩn ý nói. Ngải Lâm cũng đứng lên. Bình tĩnh nhìn Ngải Minh Húc, từ nay về sau, tôi sẽ ở đây chăm sóc ông nội. Ông là ông chủ nhà họ Ngải, phải lo nhiều việc, không cần nhọc lòng vì ông nội đâu. Giọng nói của Ngải Lâm tràn ngập chế giễu. Dương Thanh và Mã Siêu không nói lời nào chỉ yên lặng quan sát. Nếu Ngải Lâm và Ngải Xuyên muốn trở về nhà họ Ngải bọn họ sẽ không ngăn cản, cũng vẫn sẽ giúp đỡ nhà họ Ngải. Nhưng nếu hai người không muốn thì sự tồn vong của nhà họ Ngải không liên quan đến bọn họ nữa. Ngải Lâm, bố biết con rất hận bố, nhưng bố cũng chỉ vì tương lai huy hoàng của gia tộc. Chẳng phải ông nội con cũng mong vậy sao? Bảo tôi trở về nhà họ Ngải à, đừng mơ. Ngải Xuyên thẳng thừng ra lệnh đuổi khách.
Ngải Lâm cũng nói, ông nội rất thích ở đây. Ông bỏ hết mọi thứ chọn đến nơi này chứng tỏ ông muốn an hưởng tuổi già ở đây, không muốn bị ai làm phiền, các người về đi. Người nhà họ Ngải vô cùng sốt ruột. Nếu bọn họ bỏ về e là cả đời này Ngải Xuyên và Ngải Lâm sẽ không bao giờ trở về gia tộc nữa. Nếu vậy, nhà họ Ngải sẽ không thể dựa vào Dương Thanh để lớn mạnh hơn. Chẳng phải phát triển nhà họ Ngải là ước mơ cả đời của bố sao? Rõ ràng bố biết con muốn làm gì, cũng biết con làm vậy là vì nhà họ Ngải, tại sao bố không thể hiểu cho con, không ủng hộ con? Ngải Minh Húc bỗng kích động, hai mắt đỏ hoe nói, con biết lần này con đã nhìn lầm, có lỗi với bố và bé Lâm nhưng con cũng vì bất đắc dĩ. Trong mắt Ngải Xuyên ngập tràn thất vọng, lão nhìn chằm chằm Ngải Minh Húc, lạnh lùng nói, đến lúc này mà anh vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình nữa sao? Anh luôn miệng nói là vì nhà họ Ngải nhưng có thật là như vậy không? Tôi có nằm mơ cũng muốn nhà họ Ngải hưng thịnh, nhưng tôi sẽ không tàn nhẫn đẩy con gái ruột của mình vào chỗ chết như anh. Anh cút đi, tôi đã giao vị trí chủ gia tộc cho anh thì anh phải chịu trách nhiệm với sự phát triển của gia tộc. Dù nhà họ Ngải bị diệt trong tay anh thì cũng là lỗi của anh. Còn tôi đã xứng đáng với tổ tiên rồi. Dứt lời, Ngải Xuyên lạnh lùng nói, tiễn khách. Mã Siêu vừa đứng lên chuẩn bị đuổi người thì bị Dương Thanh đè bả vai lại. Anh không muốn người anh em của mình khó xử. Dẫn người nhà họ Ngải rời khỏi đây đi. Nếu để tôi biết các người vẫn còn quấy rầy ông cụ Ngải, tôi sẽ khiến các người phải hối hận hơn đấy. Dương Thanh lạnh lùng liếc nhìn đám người nhà họ Ngải, trong mắt tràn đầy uy hiếp, đừng nghi ngờ lời tôi nói. Bởi vì trong mắt tôi, cho dù là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chỉ cần tôi muốn cũng có thể tiêu diệt bọn họ ngay lập tức. Người nhà họ Ngải run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên. Nếu không tận mắt nhìn thấy thái độ cung kính của chủ các gia tộc đứng đầu Yến Đô với Dương Thanh, chắc chắn họ sẽ nghĩ anh đang nói phét. Nhưng bây giờ bọn họ vô cùng rõ Dương Thanh đang nói thật. Lúc này bọn họ hối hận đến xanh ruột, bởi vì bạn của cô gái bị bọn họ ép đuổi khỏi nhà họ Ngải lại là người trẻ tuổi có thể lật đổ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh lo lắng. Dưới sự uy hiếp của Dương Thanh, thoáng chốc người nhà họ Ngải đã rời đi ngay. Tâm trạng đang vui vẻ của Ngải Xuyên và Ngải Lâm cũng bị những người khách không mời mà đến này phá hỏng. Ngải Xuyên thở dài, Lâm, cháu nói xem ông đã từng âm thầm giúp bố cháu, cuối cùng ông đã làm đúng hay sai. Lần đầu tiên Ngải Xuyên nghi ngờ về phương pháp giáo dục của mình. Lúc trước lão giao phân nửa sản nghiệp của mình cho Ngải Minh Húc xử lý là vì muốn từ từ giao quyền lực trong tay mình ra. Nhưng không ngờ Ngải Minh Húc không hề có tài kinh doanh, nếu không nhờ lão âm thầm giúp đỡ, chắc chắn nhà họ Ngải sẽ lụn bại trong tay Ngải Minh Húc. Ngải Lâm lắc đầu nắm lấy tay Ngải Xuyên nói, ông nội, ông không sai, bố mới là người có lỗi. Thôi, nếu ông đã rời gia tộc thì đừng lo cho gia tộc nữa, chúng ta ăn cơm tiếp đi. Mọi người ở nông trại đến tối mới về. Khi Ngải Lâm tiễn Dương Thanh và Mã Siêu ra đến cửa, Dương Thanh chợt nói, chị nói với ông rằng em sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Ngải suy tàn đâu. Dứt lời, Ngải Lâm chưa kịp trả lời, Dương Thanh đã dặn Mã Siêu lái xe rời đi. Đến khi xe đã đi xa rồi, mắt Ngải Lâm mới đỏ hoe, cực kỳ cảm động, nhìn theo hướng xe rời đi dịu dàng nói cảm ơn cậu Thanh. Trên đường rời đi, Mã Siêu nhịn không được hỏi, anh Thanh, ông Bội và Lâm đã rời nhà họ Ngải rồi, sao anh vẫn giúp nhà họ? Dương Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc rồi mới trả lời, cậu chỉ thấy ngoài mặt thôi, dù Ngải Lâm thể hiện rằng chị ấy hận nhà họ Ngải đến nhường nào đi chăng nữa thì đó cũng là nơi đã từng nuôi dưỡng chị ấy. Địa vị mà nhà họ Ngải đang có là nhờ ông cụ Ngải. Dù ông ấy đã đi rồi nhưng chẳng lẽ ông ấy sẵn sàng chấp nhận việc nhà họ Ngải dần suy tàn? Có lẽ ông cụ và chị Lâm sẽ thất vọng về Ngải Minh Húc nhưng sẽ không hận ông ta, cũng sẽ không hận nhà họ Ngải. Họ chỉ rất thất vọng về gia tộc này thôi. Nghe Dương Thanh phân tích, Mã Siêu như bừng tỉnh, thảo nào ông nội và Lâm cứ bồn chồn cả buổi chiều, thì ra là lo cho nhà họ Ngải. Dương Thanh gật đầu, tôi sẽ không giúp nhà họ Ngải quá nhiều, chỉ để nhà họ Ngải giữ vững vị trí hôm nay là đủ rồi. Cảm ơn anh Thanh. Mã Siêu bỗng cảm ơn. Dương Thanh cười cười không nói gì nữa, nhắm mắt thư giãn. Cùng lúc đó, nhà họ Ngải, trong một loại biệt thự cao cấp. Ngải Minh Húc ngồi lì trong phòng làm việc, không bật đèn. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy vài đốm sáng, căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc. Sau khi ông ta trở về từ nông trại thì vào phòng làm việc,
châm một điếu thuốc lá, cực kỳ đau lòng. Thời khắc này, ông ta nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến lúc còn nhỏ Ngải Xuyên từng rất nghiêm khắc với ông ta, đã từng dạy dỗ ông ta, cũng nhớ lại lúc nhỏ Ngải Lâm bám lấy mình như thế nào. Có thể nói hai người này là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ông ta. Nhưng bây giờ chính ông ta đã đẩy hai người thân nhất đi, biệt thự to như vậy nhưng chỉ có mình ông ta. Đúng lúc này, chuông điện thoại chói tai vang lên, Ngải Minh Húc mới tỉnh lại từ hồi ức, sau khi chọn bắt máy thì nghe thấy một giọng nói xa lạ, 9 giờ sáng mai, mời ông đến nhà họ Diệp đúng giờ. Chủ gia tộc quyết định sẽ ký hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà họ Ngải các ông. Nghe những lời này, Ngải Minh Húc dại ra, đến khi đối phương ngắt máy, ông ta mới sực tỉnh. Lâm, bố sai rồi, bố có lỗi thật rồi. Bố xin lỗi con. Ngải Minh Húc gào khóc đau thương. Đương nhiên ông ta biết tại sao nhà họ Diệp lại ký hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà họ Ngải, đương nhiên là vì Ngải Lâm. Hôm nay sau khi trở về từ nông trại của Ngải Xuyên, ông ta ngồi tĩnh tâm suy nghĩ rất nhiều, cũng biết là lỗi của mình nhưng ông ta không muốn thừa nhận. Cho đến khi nhà họ Diệp gọi điện thoại đến, ông ta mới tỉnh ngộ. Bố, bé Lâm, con biết sai rồi, lần này con sẽ không để hai người phải thất vọng nữa đâu. Khóc một lúc lâu, cảm xúc Ngải Minh Húc mới ổn định trở lại, ông ta lau nước mắt kiên định nói. Ngay sau đó ông ta gọi một cuộc điện thoại dặn dò, chuẩn bị xe. Nửa tiếng sau, chiếc Bentley màu đen dừng trước nông trại của Ngải Xuyên. Trong nhà, Ngải Lâm đang xem TV với Ngải Xuyên, hai ông cháu thường bình luận về diễn viên trong TV giống hệt như gia đình bình thường. Đúng lúc này có người gõ cửa. Muộn thế rồi mà ai còn đến nữa nhỉ? Ngải Lâm đang xem TV bị quấy rầy nên bất mãn nhưng vẫn ra mở cửa. Mở cửa ra thì thấy một gương mặt quen thuộc. Sao ông lại đến đây? Thấy Ngải Minh Húc, Ngải Lâm lạnh lùng hỏi. Không biết cô ấy có hoa mắt hay không mà hình như cô ấy cảm giác Ngải Minh Húc hơi là lạ, mắt sưng giống như mới khóc xong. Tiểu Lâm, bố đến để xin lỗi con. Mắt Ngải Minh Húc đỏ hoe nhìn con gái mình, chân thành nói. Ngải Lâm nhíu mày, ông không cần phải diễn đâu, ông về đi. Lâm, bố nói thật mà, lần này bố biết sai thật rồi. Lúc trước bố không quan tâm đến con nhưng bố thề sau này bố sẽ không vậy nữa. Xin lỗi con, bố sai rồi. Ngải Minh Húc cực kỳ kích động nhưng lời nói lại cực kỳ rõ ràng. Ngải Lâm cảm giác như mình đang nằm mơ nhưng nhìn Ngải Minh Húc, không giống đang giả vờ lắm. Lúc Ngải Lâm đang ngơ ngác thì Ngải Minh Húc đã vào nhà. Bịch! Ngải Minh Húc quỳ mạnh xuống đất dưới sự ngạc nhiên của Ngải Lâm, cảm xúc tan vỡ, nức nở, đứa con bất hiếu Ngải Minh Húc đến nhận tội với bố. Bố, con biết lỗi rồi, con sai thật rồi, xin bố hãy tha thứ cho con. Vốn dĩ Ngải Minh Húc muốn kiềm chế cảm xúc mình lại nhưng khi ông ta thấy Ngải Xuyên đầu tóc bạc phơ, cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa, gào khóc. Ngải Lâm cũng bịt miệng không cho mình khóc thành tiếng nhưng lại không thể kiềm chế, nước mắt đầm đìa. Trên gương mặt già nua của Ngải Xuyên, lão ta cũng hơi lung lay, mắt đỏ hoe, biết lỗi và chịu thay đổi là chuyện tốt không gì hơn, đây mới là con trai của Ngải Xuyên. Bố tha thứ cho con. Bố! Thấy Ngải Xuyên tha thứ cho mình dễ dàng như vậy, Ngải Minh Húc cảm thấy mình chẳng khác gì xúc sinh, nghĩ đến mình đã từng bất hiếu với bố, ông ta hận không thể chết ngay. Ông ta quỳ gối dưới chân Ngải Xuyên, ôm chân lão khóc như một đứa trẻ. Ngải Xuyên cũng nước mắt đầm đìa, dù gì Ngải Minh Húc cũng là con của lão, sao lão có thể hận con mình được. Thấy Ngải Minh Húc biết xin lỗi là lão đã hài lòng lắm rồi. Dù Ngải Lâm không biết tại sao Ngải Minh Húc lại đến xin lỗi nhưng cô ấy có thể đoán đại khái có liên quan đến Dương Thanh. Vì Dương Thanh đã nói với cô ấy rằng anh sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Ngải lụn bại. Cậu Thanh, cảm ơn cậu, ánh mắt Ngải Lâm ngập tràn sự biết ơn. Cùng lúc đó, ở bên kia, Dương Thanh đã về đến biệt thự cao cấp ở Yến Đô mà Mã Siêu mua cho anh. Nhưng bây giờ đã 9 giờ tối rồi mà Tần Thanh Tâm vẫn chưa về nhà. Gọi điện thoại thì báo điện thoại đang tắt máy, Dương Thanh thấy hơi sốt ruột. Mẹ con không có. Thấy Dương Thanh đi về phía mình, Vũ Văn Cao Dương rất vui. Nhưng Dương Thanh mới vừa bước đến chỗ ông ta đã lạnh giọng hỏi, nói cho tôi biết, bây giờ Vũ Văn Bân đang ở đâu. Lần trước sau khi Vũ Văn Bân được một lão già mặc sườn xám nam cứu đi, Dương Thanh cứ thấy không yên tâm. Lại thêm việc lúc Vũ Văn Bân sắp chết, anh ta đã nói rằng anh ta biết một bí mật về mẹ Dương Thanh,
riêng việc này thôi đã làm Dương Thanh muốn tìm anh ta. Nụ cười của Vũ Văn Cao Dương cứng đờ, vốn dĩ nghĩ có thể nhân cơ hội này tâm sự với Dương Thanh, cải thiện quan hệ hai người nhưng không ngờ Dương Thanh vừa mở miệng ra đã hỏi Vũ Văn Bân. Bố cũng không biết. Im lặng thật lâu, Vũ Văn Cao Dương lắc đầu nói. Không biết. Dương Thanh cười mỉa nói, ông không biết thật à? Hay ông không muốn cho tôi biết? Đương nhiên anh sẽ không tin Vũ Văn Cao Dương không biết tin tức của Vũ Văn Bân. Dù không biết thật thì cũng biết một ít về bí mật của Vũ Văn Bân. Dương Thanh, bố không biết nó ở đâu thật mà. Vũ Văn Cao Dương vội vã cam kết, sau đó nói tiếp, chắc đang ở nhà họ Tào. Nhà họ Tào cũng chính là nhà mẹ đẻ của Vũ Văn Bân, đã từng là một trong 9 hoàng tộc Chiêu Châu, nhưng vì bây giờ đã suy tàn nên bị đẩy ra khỏi hoàng tộc Chiêu Châu, trở thành vương tộc Chiêu Châu. Dù vậy thì địa vị của nhà họ Tào ở nước Chiêu Châu cũng không phải là thứ mà 8 gia tộc lớn ở Yến Đô có thể sánh bằng. Ông nghĩ rằng ông nói nhà họ Tào thì tôi không dám đến đó tìm à? Dương Thanh cười khinh miệt, mỉa mai rằng, vốn dĩ tôi còn nghĩ ông hiểu rõ thân phận của tôi, bây giờ xem ra ông chỉ biết lớp da bên ngoài thôi. Nước Chiêu Châu có tổng cộng 9 châu vực lớn, 5 hoàng tộc và 4 vương tộc, mỗi gia tộc chia nhau canh giữ một châu vực. Nhưng ngoài 9 châu vực ra thì có 4 biên giới lớn Đông, Tây, Nam, Bắc. So ra thì 4 biên giới mới là nơi khống chế thực quyền. Dương Thanh đã từng là tướng quân ở biên giới phía Bắc, là người có quyền nhất biên giới phía Bắc. So với chủ hoàng tộc và vương tộc thì thân phận của anh chẳng kém gì họ, thậm chí còn quyền thế hơn. Mặc dù Dương Thanh đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhưng biên giới vẫn giữ vị trí đó của anh. Bởi vì trong lòng các chiến sĩ của biên giới phía Bắc, Dương Thanh là một vị thần chắc tuyệt. Ngoài Dương Thanh ra, không ai có tư cách thừa kế vị trí tướng quân biên giới phía Bắc. Nếu Dương Thanh muốn đến nhà họ Tào một chuyến, chỉ cần nhà họ Tào biết thân phận của Dương Thanh thì dù là chủ gia tộc cũng phải đích thân ra mời chào. Vũ Văn Cao Dương biết anh là tướng quân của biên giới phía Bắc nhưng lại không biết địa vị của tướng quân có thể sánh bằng chủ của 5 hoàng tộc. Dương Thanh, con suy nghĩ quá lên rồi, bố không có ý đó. Bố không biết Vũ Văn Bân đã đi đâu. Vũ Văn Cao Dương bị Dương Thanh nhìn thấu nhưng ông ta không hề xấu hổ, như thể ông ta không hề biết tung tích của Vũ Văn Bân thật. Mặt anh lạnh hơn, nheo mắt nói, nếu ông đã không muốn nói thì tôi đành phải đích thân đến nhà họ Tào một chuyến. Vũ Văn Cao Dương nhíu mày, chẳng lẽ con định đến nhà họ Tào thật à? Tôi phải tìm bằng được Vũ Văn Bân. Dương Thanh kiên quyết, tất cả những người muốn hãm hại người thân của anh đều phải chết. Vũ Văn Bân phải chết. Nhưng so với cái mạng của anh ta thì Dương Thanh muốn biết bí mật về mẹ mà Vũ Văn Bân đã nói hơn. Mặc dù nhà họ Tào đã bị loại ra khỏi hoàng tộc nhưng tổ tiên nhà họ Tào vẫn là con cháu nhà hoàng tộc, còn đến nhà họ Tào chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Vũ Văn Cao Dương nghiêm túc nói, bố biết Vũ Văn Bân đã làm nhiều chuyện có lỗi với con có giết nó thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng bố hy vọng con có thể nể tình nó là anh cùng cha khác mẹ của con. Tha cho nó một con đường sống, xem như bố xin con. Nếu tính mạng của bố có thể làm hai anh em bắt tay nhau chấp nhận hòa thuận thì bây giờ bố sẵn sàng chết ngay. Vũ Văn Cao Dương nghiêm túc, không hề giống đang nói dối. Dương Thanh lại không hề cảm động, anh vẫn hận ông ta như cũ, lạnh giọng nói, ông tự đề cao mình quá rồi nhỉ. Nếu tôi muốn ông chết thật, ông nghĩ ông vẫn có thể sống đến giờ à? Ông biết không, ông nên cảm ơn mẹ tôi. Nếu không phải trước khi chết bà ấy ép tôi phải thề độc thì ngày đầu tiên từ biên giới trở về, nơi đầu tiên tôi đến không phải Giang Hải mà sẽ là nhà Vũ Văn ở Yến Đô. Từng câu từng chữ anh nói đều ngập tràn sát khí. Vũ Văn Cao Dương chỉ thấy người mình lạnh toát nhưng ông ta tin rằng những gì Dương Thanh nói là thật. Căn cứ theo thực lực của Dương Thanh, đúng là có thể tiêu diệt gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Cao Dương chỉ thấy đau lòng khôn xiết, đứa con xuất sắc như vậy nhưng lại bị ông ta đuổi ra khỏi nhà. Bỗng ông ta nghĩ nếu năm đó ông ta không đuổi Dương Thanh ra khỏi gia tộc thì liệu có phải địa vị bây giờ của gia tộc Vũ Văn sẽ đủ để áp đảo 7 gia tộc khác không? Nhưng trên đời này lại không có nếu như. Con nói cho bố nghe đi, cuối cùng bố phải làm gì con mới chịu tha cho Vũ Văn Bân một con đường sống? Vũ Văn Cao Dương bỗng nghiêm túc hỏi. Dương Thanh lắc đầu rất dứt khoát, không cần thương lượng đâu, anh ta phải chết. Không những Vũ Văn Bân muốn giết anh mà còn muốn hãm hại những người bên cạnh anh, hơn nữa năm đó vì mẹ Vũ Văn Bân nên anh và mẹ mình mới bị trục xuất ra khỏi gia tộc.
Vũ Văn Cao Dương nhìn sự kiên quyết trong mắt Dương Thanh, càng xác định được rằng không thể để Dương Thanh và Vũ Văn Bân gặp nhau. Nếu không lúc gặp lại cũng là lúc một trong hai người phải chết. Đối với ông ta mà nói, dù ai chết cũng là chuyện đau lòng. Vũ Văn Cao Dương không khuyên nữa mà nói, nếu có thể, bố mong một ngày nào đó con và Thanh Tâm vui vẻ đến gia tộc Vũ Văn. Dứt lời, ông ta xoay người bước lên chiếc Rolls Royce phiên bản EWB. Nhìn bóng dáng hơi tiều tụy của Vũ Văn Cao Dương, Dương Thanh không hề thương hại mà chỉ lạnh nhạt. Cuối cùng mẹ tôi có bí mật gì? Thấy Vũ Văn Cao Dương sắp lên xe, Dương Thanh bỗng hỏi. Từ khi Vũ Văn Bân nói anh ta biết một bí mật của mẹ anh thì chuyện này cứ lởn vởn trong đầu Dương Thanh. Anh không biết vì mạng sống nên Vũ Văn Bân mới nói vậy, hay là mẹ anh có bí mật gì đó thật. Vũ Văn Cao Dương mới vừa chuẩn bị lên xe, nghe vậy thì cứng đờ, cơ thể run rẩy. Ai nói cho con biết mẹ con có bí mật, Vũ Văn Cao Dương xoay người ra vẻ bình tĩnh hỏi. Nhưng Dương Thanh lại thấy Vũ Văn Cao Dương hơi kích động, dường như ánh mắt nhìn anh còn hơi tức giận. Vũ Văn Bân nói cho tôi biết, Dương Thanh nói thật. Vũ Văn Cao Dương không nói gì, chỉ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau ông ta mới mở mắt, lúc này ông ta đã bình tĩnh trở lại, nhìn Dương Thanh lắc đầu, mẹ con chẳng có bí mật gì cả. Dứt lời ông ta xoay người lên xe. Tần Thanh Tâm bị khinh thường. Từ phản ứng của Vũ Văn Cao Dương, Dương Thanh đã biết đáp án, đúng là mẹ mình có một bí mật. Mà Vũ Văn Cao Dương cũng biết. Thấy Vũ Văn Cao Dương sắp lên xe đi, Dương Thanh chợt tiếng lên, cắn răng nói, nếu ông nói bí mật này cho tôi biết, tôi có thể đồng ý với ông tha cho Vũ Văn Bân một con đường sống. Đây là sự thỏa hiệp của Dương Thanh, với anh mà nói chỉ cần có thể làm rõ được bí mật của mẹ mình, tha cho Vũ Văn Bân một con đường sống thì có sao? Quả nhiên Vũ Văn Cao Dương lung lay, nhưng vẻ mặt lại do dự. Sự ngập ngừng của ông làm Dương Thanh càng muốn biết bí mật này hơn. Nhưng thoáng chốc nét do dự đó đã biến mất. Phức tạp nhìn Dương Thanh lắc đầu nói, bố nói rồi mẹ con không có bí mật gì cả. Dứt lời, xe từ từ rời đi. Dương Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi xe của Vũ Văn Cao Dương đã biến mất khỏi tầm mắt của anh mới đỏ mắt nói, nhất định tôi sẽ biết bí mật này. Lúc trước khi Vũ Văn Bân suýt chút bị anh giết, vì bảo toàn mạng sống nên nói với Dương Thanh rằng anh ta biết bí mật về mẹ Dương Thanh. Vốn dĩ Dương Thanh còn hơi nghi ngờ. Nhưng phản ứng của Vũ Văn Cao Dương làm anh xác định được rằng mẹ mình có một bí mật rất lớn, hơn nữa rất ít người biết. Có lẽ ông ta thật sự không biết Vũ Văn Bân đang ở đâu. Dương Thanh tự an ủi mình. Vũ Văn Cao Dương không phải Vũ Văn Bân, anh có thể giết Vũ Văn Bân nhưng anh không hề có ý muốn giết Vũ Văn Cao Dương. Anh đã từng thề độc rằng suốt đời này sẽ không tìm Vũ Văn Cao Dương báo thù. Chồng ơi, anh có sao không? Dương Thanh mới vừa lên nhà. Giọng Tần Thanh Tâm vang lên. Hiển nhiên cô đã đứng trước cổng biệt thự đợi anh và tất nhiên cũng thấy không yên tâm. Dương Thanh không muốn để Tần Thanh Tâm thấy tâm trạng đang tệ của mình, anh khẽ mỉm cười lắc đầu, chồng em mà, sao lại bị gì được chứ? Anh bước lên vài bước nắm tay Tần Thanh Tâm vào nhà. Chỉ khi nắm tay cô, anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Một đêm yên ả, sáng sớm hôm sau, Tần Thanh Tâm ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Mà Dương Thanh cũng rời nhà đến tập đoàn Nhãn Thanh. Chủ tịch, trên tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn Nhãn Thanh, trong văn phòng tổng giám đốc, Lạc Bân đích thân rót trà long tỉnh Tây Hồ hảo hạng đưa cho Dương Thanh. Thoát khỏi sự khống chế của gia tộc Vũ Văn, hẳn là tập đoàn không gặp phiền phức gì đúng không? Dương Thanh nhận tách trà nhấp một ngụm nhỏ, hỏi Lạc Bân. Lạc Bân vội vàng nói, không gặp phiền phức gì lớn nhưng lại gặp một số phiền phức nhỏ. Toàn là những vấn đề về cạnh tranh, tôi có thể đối phó được. Nói ra nghe thử, xem tôi có thể giúp gì được không, Dương Thanh nói. Không cần biết thế nào, tập đoàn Nhãn Thanh là kỷ niệm duy nhất mẹ để lại cho mình, anh đã đến rồi thì hỗ trợ xử lý một vài phiền phức của tập đoàn là chuyện tốt nhất. Tôi đang nhắm một miếng đất ở ngoại ô phía Nam Yến Đô, định xây dựng một thành phố trong lòng thành phố, mô hình dạng tổng hợp, sau này thu hút các thương hiệu nổi tiếng thế giới đến đầu tư. Sau đó lấy thành phố trong lòng thành phố làm trung tâm, xây thêm những kiến trúc giống vậy ở chín châu vực lớn trong nước. Đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của tôi thôi, tôi đã đặt tên luôn rồi, tên là Thành Cửu Châu. Tôi định dùng 5 năm để xây 9 cái Thành Cửu Châu trong nước,
sau đó tôi muốn thành Cửu Châu trải rộng ra toàn thế giới. Đến lúc đó, mỗi châu vực của Chiêu Châu đều sẽ có một tòa nhà điểm mốc, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ nằm trên tầng cao nhất. Sau này tôi muốn toàn thế giới đều biết đến tập đoàn Nhạn Thanh. Lạc Bân Hô chân múa tay càng nói càng kích động, suy nghĩ của ông ta cũng cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là đã nghiêm túc xem xét rất nhiều nên mới có những ý tưởng này. Chủ tịch, liệu suy nghĩ của tôi có viển vông quá không? Một lúc lâu sau Lạc Bân mới lấy lại tinh thần, thấy hình như mình nói hơi quá. Ai ngờ Dương Thanh lại thấy thú vị, cười cười nói, sao lại viển vông? Suy nghĩ của ông rất hay, tôi rất hài lòng, ông nói tiếp đi. Nghe vậy, Lạc Bân vui vẻ lại bắt đầu kể cho Dương Thanh nghe. Khoảng 2 tiếng đồng hồ, thậm chí Lạc Bân còn bật máy chiếu báo cáo một lượt kế hoạch của mình cho Dương Thanh nghe. Ý tưởng của ông tuyệt lắm, chuyện kinh doanh tôi không bằng ông nên ông chỉ cần nói cho tôi biết, ngoài lô đất đó ra thì còn vấn đề nào lớn nữa không, Dương Thanh hỏi. Lạc Bân ngại ngùng xoa đầu nói tiếp, tiền, theo kế hoạch của tôi, xây 9 cái thành Cửu Châu ở 9 châu vực trong nước, chi phí sẽ là một món tiền khổng lồ. Căn cứ theo khả năng tài chính của tập đoàn Nhạn Thanh, nếu muốn hoàn thiện việc xây thành Cửu Châu trong nước thì sợ là rất khó. Ông ta vừa dứt lời, Dương Thanh tiện tay lấy tấm thẻ ngân hàng màu đen ra ném cho Lạc Bân, nói, đây là thẻ đen VIP cao cấp nhất do Ngân hàng Thế giới cấp, trong đây có 50 tỷ. Ngoài ra còn có hạn mức thêm 50 tỷ, ông cứ dùng trước đi đã, không đủ thì cứ nói với tôi. Anh vừa dứt lời, Lạc Bân ngơ ngác, ông ta cứ ngỡ tập đoàn Nhạn Thanh là tài sản duy nhất của Dương Thanh. Bây giờ Dương Thanh tiện tay ném cho ông ta tấm thẻ đen cao cấp nhất do Ngân hàng Thế giới cấp, quan trọng là trong thẻ có 50 tỷ. Quan trọng hơn nữa là sau khi dùng hết 50 tỷ này thì có thêm 50 tỷ hạn mức nữa. Nói cách khác, Dương Thanh tiện tay cho ông ta 100 tỷ để xây dựng thành Cửu Châu. Chưa đủ hả? Thấy Lạc Bân không nói gì, Dương Thanh nhíu mày mở ví tiền ra, lấy một đống thẻ ngân hàng, màu sắc hình dáng kiểu gì cũng có. Đủ rồi, đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lạc Bân khiếp sợ, kích động nói, có số tiền này, cộng thêm tài chính của tập đoàn Nhạn Thanh, cho tôi 3 năm, tôi bảo đảm tôi sẽ xây được 9 cái thành Cửu Châu. Có thể nói bây giờ Lạc Bân phục Dương Thanh sát đất, chưa kể đến việc sở hữu tập đoàn Nhạn Thanh trị giá cả 100 tỷ, mà anh còn có thể tiện tay ném thẻ đen tài khoản 50 tỷ, hạn mức thêm 50 tỷ cho ông ta nữa. Sợ là tài sản cá nhân của Dương Thanh đã vượt mặt một số những người giàu nhất trên bảng xếp hạng của Forbes. Đã leo lên được vị trí như Lạc Bân, tất nhiên ông ta hiểu trên thế giới có rất nhiều đại gia chân chính nhưng lại không nằm trong bảng xếp hạng Forbes, Dương Thanh cũng là một trong số đó. Chủ tịch, chiều nay là buổi đấu giá lô đất ngoại ô phía Nam, cậu có muốn tham gia không ạ? Lạc Bân dè dặt hỏi. Dù Dương Thanh cho ông ta một khoản tiền nhưng nếu muốn tóm được lô đất ở vùng ngoại ô phía Nam kia thì vẫn khá khó khăn. Nếu Dương Thanh chịu ra mặt thì tốt quá. Được, vậy tôi đi theo ông, Dương Thanh đồng ý. Lạc Bân đã nói là rất nhiều người đang tranh giành lô đất đó, với Lạc Bân mà nói nếu muốn lấy được lô đất đó, có lẽ phải tốn khá sức. Nếu anh đích thân ra mặt, hẳn là có thể tránh được một số phiền phức không cần thiết. Giữa trưa, Dương Thanh và Lạc Bân ăn cơm chung. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thanh đi theo Lạc Bân đến khách sạn Đế Đô, buổi đấu giá được tổ chức ở đây. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 3 giờ chiều, Dương Thanh và Lạc Bân đến lúc 2 giờ 40. Chủ tịch, chẳng phải vợ cậu kia à? Hai người mới vừa đến cửa khách sạn, Lạc Bân bỗng ngạc nhiên chỉ vào cửa khách sạn. Dương Thanh quay đầu nhìn thì thấy Tần Thanh Tâm cũng ở đây, bên cạnh có một đôi tình nhân. Cô gái thì trẻ trung khoảng bằng tuổi Tần Thanh Tâm nhưng lại đắc ý khoác tay một người đàn ông trung niên, lúc nhìn Tần Thanh Tâm, ánh mắt cô ta gập tràn vẻ khinh thường. Dương Thanh không biết tại sao Tần Thanh Tâm lại đến đây nên anh dặn Lạc Bân, ông vào trước đi. Được, Lạc Bân xoay người vào hội trường. Dương Thanh chưa kịp qua đó đã nghe chất giọng giễu cợt của cô ả loè loẹt đó vang lên, Tần Thanh Tâm. Tập đoàn Tam Hòa chỉ là một công ty nhỏ, làm gì có tư cách đấu thầu với những công ty lớn ở Yến Đô. Hơn nữa không có thư mời là không được vào đâu, cô đến đây cũng công cốc thôi, sao phải thế? Tôi khuyên cô nên về quê ở đi, Yến Đô không phải là nơi ai cũng có tư cách đến đâu. Cô là đồ ngu à? Nghe thấy lời cô nàng loè loẹt kia nói, sắc mặt Tần Thanh Tâm cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói tôi có tư cách đến Yến Đô hay không liên quan gì đến cô.
đương nhiên không liên quan. Chẳng qua tôi lo cô tự rước lấy nhục, muốn nhắc nhở cô trước thôi. Cô nàng lè lẹt cười nói, tôi ăn nói ngay thẳng, cô đừng so đo nhé. Cô nàng quyến rũ tên là Lưu Điềm, bạn đại học của Tần Thanh Tâm, người gốc Yến Đô. Hồi đại học, cô ta còn là bạn cùng phòng với Tần Thanh Tâm, rất coi trọng làm đẹp, không trang điểm sẽ không bước ra khỏi ký túc xá. Dường như mỗi ngày cô ta đều tốn ít nhất 2 tiếng để trang điểm. Không chỉ như vậy, cô ta còn luôn cảm thấy mình mới là người đẹp nhất. Cho nên cô ta sinh lòng đố kỵ với Tần Thanh Tâm có vẻ đẹp tự nhiên, chuyện gì cũng ganh đua với cô. Tần Thanh Tâm, nghe nói cô kết hôn rồi hả? Còn có con nữa? Cô chẳng biết ý tứ gì cả, dù sao cũng là bạn bè 4 năm đại học, cưới chồng cũng không thèm mời tôi. Nếu không phải nghe người ta nhắc tới, tôi còn không biết cô kết hôn rồi đấy. Rõ ràng Lưu Điềm không có ý gì tốt, trong mắt tràn đầy trêu tức, cười híp mắt hỏi, tôi nghe nói chồng cô ở rể nhà cô, ăn uống đều do cô bao nuôi, có thật không vậy? Tần Thanh Tâm đang định giải thích, Lưu Điềm đã nói tiếp, phải rồi, suýt nữa quên giới thiệu cho cô, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, tên là Tôn Quảng, người nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đấy. Trông Tôn Quảng khoảng chừng 40 tuổi, tuy chưa lớn tuổi lắm nhưng đã bị hói đầu, mặt bóng dầu, nhìn là biết túng dục quá độ. Gã đang nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, ánh mắt nóng rực. Chào người đẹp. Tôn Quảng chủ động duỗi tay ra. Tần Thanh Tâm cau mày, không thèm bắt tay, chỉ lạnh nhạt nói, chào anh. Thấy vậy, Tôn Quảng tỏ ra không vui, nheo mắt nói, người đẹp à, nhà họ Tôn của tôi ở Yến Đô có quyền thế rất lớn. Nếu em có gì cần tôi trợ giúp cứ việc nói. Ngay sau đó, gã lại bổ sung thêm, dù sao em và vợ chưa cưới của tôi cũng là bạn học. Bấy giờ sắc mặt của Lưu Điềm mới tốt hơn nhiều, thân mật ôm cánh tay Tôn Quảng, nũng nịu nói, chồng em tốt nhất. Mờ hoát, nói xong, cô ta còn thơm một cái lên khuôn mặt bóng dầu của Tôn Quảng. Tần Thanh Tâm, tôi nói cho cô biết, hôm nay chồng tôi thay mặt nhà họ Tôn tới vì mảnh đất ở ngoại ô phía nam của Yến Đô được đấu giá cuối cùng, nghe nói giá khởi điểm đã là 2 tỷ. Chồng tôi nhất định phải có được nó, Lưu Điềm đắc ý nói. Chúc hai người may mắn. Tần Thanh Tâm vốn định tranh luận vài câu, nhưng bây giờ cô bỗng không muốn tranh luận gì với loại phụ nữ này nữa. Vợ ơi! Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Tần Thanh Tâm trông thấy Dương Thanh, kinh ngạc hỏi, sao anh lại tới đây? Anh đến tham gia đấu giá mảnh đất ở ngoại ô phía nam của Yến Đô. Dương Thanh cười nói. Tần Thanh Tâm hơi sững sờ, bởi vì vừa rồi Lưu Điềm đã nói Tôn Quảng thay mặt nhà họ Tôn đến đấu giá mảnh đất này. Anh ta chính là ông chồng ở rể của cô đấy à? Lưu Điềm tỏ vẻ nén cười, chỉ vào Dương Thanh hỏi. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn cô ta, lập tức ôm tay Dương Thanh, anh ấy là chồng tôi, có vấn đề gì không? Phụt! Rốt cuộc Lưu Điềm vẫn không nhịn được cười thành tiếng. Cô ta vừa nín cười vừa nói, chồng cô đúng là một gã khoác lác. Anh ta nói tới đây để đấu giá mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia. Chẳng lẽ anh ta không biết giá khởi điểm của mảnh đất ấy đã là 2 tỷ rồi sao? Cô còn không có giấy mời tham gia buổi đấu giá, anh ta chỉ là một thằng ở rể dựa dẫm vào cô thì lấy gì để đấu giá mảnh đất kia? Lúc nghe nói chồng cô là đồ ăn hại tôi còn hơi nghi ngờ. Với mắt nhìn của cô sao có thể coi trọng một thằng ăn hại? Hôm nay được gặp mặt quả nhiên là thật, dứt lời, Lưu Điềm lại cười phá lên, bộ dạng rất khoa trương. Dương Thanh cau mày, híp mắt nhìn Lưu Điềm. Tần Thanh Tâm cũng xa sầm mặt, khó chịu nói, Lưu Điềm, nể tình là bạn học, tôi không so đo với cô. Nhưng cô không thể sỉ nhục chồng tôi, xin lỗi anh ấy ngay cho tôi. Vừa rồi Lưu Điềm nói nhiều như vậy, Tần Thanh Tâm đều nhịn được. Nhưng bây giờ cô ta sỉ nhục Dương Thanh, cô không nhịn nổi nữa. Tôi không nói gì sai, sao lại phải xin lỗi? Lưu Điềm cũng không giả vờ nữa, cười lại một tiếng, Tần Thanh Tâm, cô là đồ ngu à? Bảo tôi xin lỗi một thằng vô dụng á? Tần Thanh Tâm sắp tức điên rồi. Tôi là bố ông. Vợ, có phải em đang rất muốn tát cô ta một cái không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Thanh Tâm vô thức gật đầu, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, vội nói, Dương Thanh, anh đừng nói lung, bốp. Nhưng cô nói quá muộn. Ngay khi cô gật đầu Dương Thanh đã vọt tới tát vào mặt Lưu Điềm. Đồ, đồ chết tiệt, sao anh dám đánh tôi? Khóe miệng Lưu Điềm rướm máu,
khó tin chỉ vào Dương Thanh tức giận hét lên. Dương Thanh lạnh lùng nói, miệng của cô quá bẩn thỉu, tạm cho cô một bài học trước, nếu còn tái phạm tôi chỉ đành cho cô một bài học lớn hơn. Lưu Điềm đang định nạt lại thì bị ánh mắt tràn đầy sát khí của Dương Thanh dọa sợ, lập tức nuốt lại toàn bộ lời định nói. Chồng ơi, anh ta đánh em. Lưu Điềm ôm cánh tay Tôn Quảng bật khóc nức nở. Tôn Quảng thản nhiên nhìn chằm chằm Dương Thanh, danh con, mày đánh người phụ nữ của tao, tao muốn mày chịu trách nhiệm không quá đáng chứ. Anh muốn chịu trách nhiệm kiểu gì, Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Tôn Quảng liếc nhìn Tần Thanh Tâm, ánh mắt gian tà, sâu xa nói, để người phụ nữ của mày hầu hạ tao một đêm, tao sẽ coi như không có gì xảy ra. Chồng ơi, anh ta đánh vợ chưa cưới của anh đấy. Sao anh có thể làm như vậy, Lưu Điềm khó tin hỏi. Câm miệng. Tôn Quảng quát lớn dọa Lưu Điềm run rẩy toàn thân, không dám nói gì nữa, vẻ mặt tủi thân. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thanh Tâm, Tôn Quảng đã thèm muốn cô. Bây giờ Dương Thanh tát Lưu Điềm, đúng là cơ hội tốt cho gã. Anh muốn chết phải không? Ánh mắt Dương Thanh hiện lên sát khí, lạnh lùng nói, tôi khuyên anh hãy gọi cho Tôn Húc trước đi. Mày biết chủ của gia tộc tao sao, Tôn Quảng khẽ nhíu mày. Tôi không chỉ biết chủ của gia tộc các người, ông ta còn từng quỳ xuống xin tôi tha thứ rồi đấy, Dương Thanh nói đúng sự thật. Danh con, mày chết chắc rồi. Mày dám sỉ nhục chủ gia tộc, nhà họ Tôn sẽ không bỏ qua cho mày, Tôn Quảng cả giận nói. Đương nhiên gã sẽ không tin tưởng Dương Thanh. Vậy sao? Dương Thanh cười lạnh một tiếng. Bỗng lấy điện thoại ra nói, anh không tin thì để tôi gọi cho Tôn Húc một cuộc. Dứt lời, anh không đợi Tôn Quảng lên tiếng đã gọi điện thoại cho Tôn Húc. Nhóc con, mày làm mầu giỏi đấy. Tao cũng muốn xem thử mày có gọi được cho chủ gia tộc của tao không. Tôn Quảng cũng không gấp, cười híp mắt nói, cậu đừng lấy lý do ngu ngốc như ông chủ Tôn không nghe máy của cậu đấy. Điện thoại vang lên mấy tiếng liên tục, Tôn Húc không hề nghe máy. Thôi, đừng làm mầu nữa. Sao chủ gia tộc của tao có thể quen biết một thằng ở rể như mày được? Tao khuyên mày ngoan ngoãn để vợ mày hầu hạ tao một đêm, chứ không bị đánh gãy tay gãy thì không tốt đâu. Tôn Quảng mỉa mai. Dương Thanh cảm thấy bất lực, không ngờ Tôn Húc dám không nghe máy của mình, có lẽ là đang bận chuyện gì đó. Ngay khi Tôn Quảng vừa dứt lời, chuông điện thoại của Dương Thanh đột nhiên reo lên. Dương Thanh nhìn thử, người gọi là Tôn Húc. Anh ẩn ý nhìn Tôn Quảng, ông chủ gia tộc của anh gọi đấy. Diễn, cứ diễn tiếp đi, tao xem mày diễn trò, Tôn Quảng hoàn toàn không tin. Dương Thanh dứt khoát ấn mở loa ngoài, một giọng nói tràn đầy lo sợ vang lên, xin lỗi cậu Thanh, vừa nãy tôi đang tắm, thấy cậu gọi tới liền gọi lại cho cậu. Không biết cậu Thanh có gì cần dặn dò. Dương Thanh lạnh nhạt nói, tôi gặp một kẻ ngu xuẩn tự xưng là người nhà họ Tôn ở cổng khách sạn Đế Đô. Tuyên bố muốn vợ tôi hầu hạ anh ta một đêm. Cái gì, thằng khốn nạn nào vậy? Dám nói với cậu Thanh như vậy là chán sống rồi sao? Cậu Thanh đưa điện thoại cho nó đi, để tôi nói chuyện với nó. Tôn Húc lập tức nổi giận. Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tôn Quảng, đưa điện thoại cho gã, chủ gia tộc của anh có lời muốn nói với anh kìa. Tôn Quảng cười lạnh nói, mày cứ làm như thật, lại còn có người phối hợp diễn kịch với mày. Nói xong. Gã nhận lấy điện thoại của Dương Thanh, hống hách nói, con mẹ nói ông là ai thế hả? Dám giả mạo chủ nhà họ Tôn sao? Tao là Tôn Húc, mày là thằng nào? Tôn Húc giống lên. Đồ ngu ngốc, nếu ông là Tôn Húc, tôi chính là bố của Tôn Húc. Dám diễn trò với thằng danh kia lừa tôi à? Tôn Quảng không hề tin đối phương là Tôn Húc. Tôn Húc sắp tức điên rồi, ông đây thực sự là Tôn Húc, chủ nhà họ Tôn. Ông đây chính là bố của Tôn Húc. Tôn Quảng cười lớn nói, mày chờ đấy cho tao, tao sẽ tới khách sạn Đế Đô tìm mày ngay bây giờ, Tôn Húc tức giận rít gào. Tôi ở đây chờ ông, 10 phút nữa ông không tới thì ông chính là cháu nội của tôi. Nói xong, Tôn Quảng dứt khoát cúp máy, ném cho cá ăn. Sau khi cúp máy, Tôn Quảng đắc ý nói, danh con, chỉ còn mười mấy phút nữa là bắt đầu buổi đấu giá. Tao cho chúng mày 10 phút. Để xem ông chủ Tôn mà mày nói có tới hay không. Dương Thanh cười híp mắt nói, vậy thì tôi ở đây chờ 10 phút với anh. Lần trước Tần Thanh Tâm cũng có mặt ở nhà họ Diệp, tận mắt nhìn thấy Tôn Húc quỳ xuống xin tha, đương nhiên sẽ không lo lắng. Tần Thanh Tâm, ông chồng của cô không chỉ là đồ ăn hại là còn là thằng ngu, còn dám giả vờ quen biết ông chủ Tôn.
hôm nay tôi được xem một vở kịch ra trò rồi. Lưu Điềm cười khẩy không ngớt. Dương Thanh vừa tát cô ta một cái, bây giờ mặt vẫn còn sưng phù, nóng rực. Chỉ khi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm phải trả giá đắt, cô ta mới thấy hả dạ vì được trả thù. Đúng là lát nữa sẽ có một vở kịch hay, tôi cũng rất chờ mong, Tần Thanh Tâm cũng lên tiếng. Lưu Điềm cười lạnh, vậy chúng ta cứ rửa mắt chờ xem. Chẳng mấy chốc đã trôi qua 8 phút. Tôn Quảng nhìn đồng hồ, cười híp mắt nói, danh con, 8 phút rồi. Tao chờ thêm 2 phút cuối cùng, nếu người diễn kịch với mày còn không tới, kết cục của mày sẽ rất thảm. Gã vừa dứt lời, một chiếc xe Passat đỗ lại gần bọn họ. 4 gã đàn ông cao to lực lưỡng hùng hổ bước ra. Sếp Tôn, kẻ nào dám trêu chọc anh vậy? Để tôi đập chết nó. Gã cầm đầu dẫn người đi về phía Tôn Quảng, lên tiếng nói. Tôn Quảng cười đáp, chính là thằng danh này. Nó đánh vợ chưa cưới của tôi, còn dám tuyên bố quen biết chủ gia tộc họ Tôn. Thằng ngu xuẩn tới từ đâu vậy? Đến cả vợ chưa cưới của sếp Tôn cũng dám đánh. Nó đánh bằng tay nào, tôi sẽ phế tay đó trước. Gã cầm đầu giận dữ chừng mắt nhìn Dương Thanh rồi ra lệnh cho 3 gã sau lưng, chúng mày đánh gãy một tay của nó trước đi. Vâng thưa anh Phi. 3 người đồng thanh đáp rồi xông tới chỗ Dương Thanh. Tần Thanh Tâm hơi hoảng sợ, vô thức nắm chặt góc áo của Dương Thanh. Vẻ mặt Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo. Tôn Quảng đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Danh con, dám đắc tội sếp Tôn, đây là mày tự làm tự chịu. 3 gã đàn ông lực lưỡng chuẩn bị ra tay với Dương Thanh. Kít. Đúng lúc này, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên, ngay sau đó một chiếc Rolls Royce màu đen bỗng thắng gấp một cái, đỗ lại bên cạnh mấy người họ. Đám người Tôn Quảng kinh ngạc nhìn về chiếc Rolls Royce kia. Khi thấy Tôn Húc bước ra khỏi xe, bọn họ đều sợ ngây người. Chủ gia tộc, sao ông lại tới đây? Tôn Quảng thấy Tôn Húc liền sợ phát khiếp, vội vàng chạy tới, nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Sắc mặt của Tôn Húc rất đáng sợ. Không thèm nhìn Tôn Quảng mà vội vàng chạy tới chỗ Dương Thanh, sau lưng có 2 gã vệ sĩ áo đen đi theo. Tôn Quảng sững sờ trong giây lát, đột nhiên mỉm cười châm chọc, xem ra chủ gia tộc đã biết có người ở đây lấy danh nghĩa ông ấy đi lừa bịp nên tới tính sổ. Em nói rồi mà, chồng của Tần Thanh Tâm chỉ là một thằng ở rể, sao có thể quen biết ông chủ Tôn được? Lại còn dám tuyên bố tới đấu giá mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia nữa chứ, buồn cười chết mất. Lưu Điềm cũng cười nói, ánh mắt háo hức, chờ mong Dương Thanh bị vệ sĩ của Tôn Húc đánh chết. Bịch! Ngay khi Tôn Quảng và Lưu Điềm đang đắc ý chờ xem kịch hay, Tôn Húc đột nhiên quỳ rạp xuống. Xin lỗi cậu Thanh, tại tôi dạy dỗ không nghiêm để thằng ngu này đắc tội cậu, xin cậu giáng tội. Tôn Húc cung kính cúi đầu, không dám đối mặt với Dương Thanh. Một người trẻ tuổi có thể khống chế 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, anh muốn diệt nhà họ Tôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế mà người trong nhà họ Tôn dám thèm muốn vợ của Dương Thanh. Tôn Húc cực kỳ hoảng sợ. Giờ phút này, xung quanh lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt của Tôn Quảng và Lưu Điềm lập tức cứng đờ, không dám tin chủ gia tộc họ Tôn quỳ dưới chân Dương Thanh trước mặt mọi người, còn xin anh giáng tội. Lưu Điềm lại càng sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Là ai nói với cô ta, Tần Thanh Tâm gả cho một thằng ăn hại? Nếu quả thực là thằng ăn hại, chủ gia tộc họ Tôn sẽ quỳ xuống xin tha sao? 4 gã đàn ông cao lớn bị Tôn Quảng gọi tới cũng sợ ngây người, nghĩ tới vừa rồi bọn họ còn muốn phế tay Dương Thanh, chỉ thấy tim mình sắp vọt ra ngoài. Ông đứng dậy đi đã. Thấy mọi người xung quanh đều chú ý tới, Dương Thanh cau mày nói. Anh không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Dù sao Tôn Húc cũng là chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nếu để người khác biết ông ta quỳ dưới chân anh, chỉ e thân phận của anh sẽ bị đào bới. Tôn Húc nghe ra được Dương Thanh đang không vui, vội vàng đứng lên. Anh nói muốn vợ tôi hầu hạ anh một đêm hả? Dương Thanh híp mắt hỏi Tôn Quảng. Bịch! Toàn thân Tôn Quảng sụi lơ. Câu hỏi của Dương Thanh khiến 2 chân gã mềm nhũn, quỳ sụp xuống. Lưu Điềm cũng vội vàng quỳ theo. Cậu Thanh, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Nếu biết cậu quen chủ gia tộc, cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám làm vậy. Tôn Quảng sắp khóc đến nơi, nỗi hoảng sợ khiến gã tê dại. Đến cả Tôn Húc cũng quỳ xuống dưới chân Dương Thanh, nói gì tới gã. Cô nói vợ tôi gả cho một thằng ăn hại hả? Dương Thanh lại quay sang hỏi Lưu Điềm. Lưu Điềm đã bị dọa sợ mất mật,
vội đáp, anh Thanh, tôi mới là đồ ăn hại, cả nhà tôi đều là đồ ăn hại. Tôi đê tiện dám sỉ nhục Tần Thanh Tâm, đúng là xúc vật. Bốp bốp, Lưu Điềm vừa nói vừa tự hung hăng tát vào mặt mình. Cô ta thực sự sợ chết khiếp, không hề nương tay, vừa tự tát vừa khóc nức nở, tôi sai rồi, xin anh Thanh tha cho tôi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn hai người, không chút thương hại. Nếu bọn họ thực sự là người bình thường, chỉ sợ anh đã bị đánh thành tán phế, Tần Thanh Tâm cũng bị Tôn Quảng bắt đi. Loại người này sống trên đời chỉ lãng phí không khí. Anh ta thực sự là người nhà họ Tôn sao? Dương Thanh bỗng nhiên hỏi Tôn Húc. Tôn Húc sợ xanh mặt, vội vàng nói, không dám lừa gạt cậu Thanh, tôi không biết nó tên là gì, chỉ thấy quen mắt, biết là người nhà họ Tôn. Dương Thanh quái dị nhìn ông ta, không ngờ còn có chuyện như vậy. Cậu Thanh, tôi nói thật mà, tôi thực sự không biết cậu ta tên là gì. Tôn Húc tưởng Dương Thanh không tin, hốt hoảng giải thích. Chết tiệt, rốt cuộc mày là ai? Tôn Húc giận dữ hét lớn. Tôn Quảng giật nảy mình, vội vàng đáp, xin thưa chủ gia tộc, tôi tên là Tôn Quảng, cụ nội của tôi là anh em họ với cụ nội của ông. Tôn Húc cả giận nói, con mẹ nói, quan hệ xa xôi bắn đại bác không tới mà cũng dám xưng là người nhà họ Tôn. Ông ta thực sự nổi giận, nếu Tôn Quảng là họ hàng gần của ông ta thì cũng thôi đi, ai ngờ chỉ có cụ nội gã là anh em họ của cụ nội ông ta. Khó trách ông ta chỉ cảm thấy quen mắt nhưng không biết gã tên là gì. Cậu Thanh thấy nên xử lý hai kẻ khốn kiếp này thế nào, Tôn Húc đột nhiên hỏi. Dương Thanh lạnh nhạt nhìn hai người, thờ ơ nói, ông xử lý là được. Vâng thưa cậu Thanh, Tôn Húc vội vàng đáp. Dứt lời, ông ta vung tay ra lệnh cho hai gã vệ sĩ áo đen sau lưng, ném cho cá ăn đi. Đắc tội Dương Thanh chính là tội chết. Tôn Húc vốn muốn kéo gần quan hệ với Dương Thanh, kết quả lại bị một kẻ họ hàng xa suýt phá hỏng. Giết hai người này cũng không đủ làm ông ta hả giận. Nghe vậy, Tôn Quảng sợ suýt tè ra quần. Lưu Điềm cũng thẫn ngờ ngồi bệt xuống đất, trên mặt đất có một vũng nước đọng, thật sự bị dọa tè ra quần. Đều tại con đàn bà đê tiện này. Mau nghĩ cách xin bạn mày tha thứ đi. Nếu không chúng ta sẽ bị ném cho cá ăn đấy. Tôn Quảng đá vào người Lưu Điềm, giận dữ gào lên. Lúc này Lưu Điềm mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ dưới chân Tần Thanh Tâm. Đau khổ cầu khẩn, Thanh Tâm, xin cậu tha cho mình đi. Mình thực sự biết sai rồi. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè suốt 4 năm đại học, cậu cứu mình với. Hối hận cũng đã muộn. Thấy Lưu Điềm khổ sở quỳ dưới chân mình, Tần Thanh Tâm bỗng thấy không đành lòng. Chồng ơi, hay là bỏ đi, Tần Thanh Tâm nói với Dương Thanh. Dương Thanh biết chắc chắn cô sẽ mềm lòng. Trên đời này chỉ có cô mới ngốc nghếch như vậy. Anh gật đầu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tôn Quảng và Lưu Điềm đang quỳ trên đất lập tức vui sướng vì giữ được mạng. Cảm ơn cô Tần, cảm ơn cô Tần. Hai người vội vàng nói. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở Yến Đô nữa, Dương Thanh lên tiếng. Hiển nhiên anh đang nói với Tôn Húc. Tôn Húc còn muốn giết chết hai người kia nữa chứ đừng nói gì chỉ khiến họ biến mất khỏi Yến Đô, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Còn không mau cút đi, sau này nếu tôi còn thấy các người ở Yến Đô sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu, Tôn Húc giận dữ quát. Tôn Quảng và Lưu Điềm nghe vậy toàn thân sụi lơ, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên ở Yến Đô, bây giờ lại vì đắc tội Dương Thanh mà buộc phải rời đi. Con ả chết tiệt này ngây ra đó làm gì, còn không mau cầu xin bạn mày tha cho đi, rời khỏi Yến Đô chỉ có cặp đất mà ăn, Tôn Quảng tát Lưu Điềm một cái, tức giận giống lên. Lúc này Lưu Điềm mới lấy lại tinh thần, nhào tới nắm chặt tay Tần Thanh Tâm, kích động nói, Tâm à, xin cậu bảo chồng cậu đừng đuổi mình khỏi Yến Đô. Mọi thứ của mình đều ở đây, nếu bị đuổi đi, mình sẽ xong đời. Rời khỏi Yến Đô chẳng thà chết đi cho xong, cậu không thể thấy chết không cứu được. Lưu Điềm đau khổ cầu xin, nước mắt giàn giụa. Dương Thanh không ngăn cản, lạnh lùng quan sát. Tần Thanh Tâm vẫn quá tốt bụng. Anh muốn để cô biết cái gì là lòng người hiểm ác, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thấy Lưu Điềm còn dám dây dưa với Tần Thanh Tâm, Tôn Húc sợ chết khiếp, định ngăn cản thì thấy Dương Thanh dùng ánh mắt ra hiệu không cần mới không nhúng tay vào. Tần Thanh Tâm cũng chưa từng trải qua chuyện này, không biết phải làm sao. Tôn Húc vốn định ném Lưu Điềm và Tôn Quảng cho cá ăn nhưng nể mặt Dương Thanh nên mới chỉ đuổi họ ra khỏi Yến Đô. Nào ngờ, Lưu Điềm còn muốn ở lại.
Tần Thanh Tâm cầu cứu nhìn Dương Thanh, thấy anh không quan tâm mới khẽ thở dài. Chồng ơi, hay là bỏ đi nhé, Tần Thanh Tâm ngại ngùng hỏi, ý muốn thương lượng. Dương Thanh gật đầu đáp, tùy em. Cô Tần tốt bụng nói đỡ giúp các người, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ giờ trở đi, cậu bị trục xuất khỏi gia tộc, trong vòng 3 ngày phải trả lại những thứ thuộc về nhà họ Tôn. Tôn Húc hiểu được ý của Dương Thanh, vội nói. Nghe vậy, Tôn Quảng hốt hoảng cầu xin, chủ gia tộc, tôi biết sai rồi. Xin ông cho tôi một cơ hội, tôi thực sự không thể rời khỏi nhà họ Tôn. Bây giờ tôi vẫn còn nợ 3 triệu tiền nhà. Nếu bị đuổi khỏi gia tộc, tôi thực sự không trả nổi. Tôi sắp kết hôn rồi, không có việc làm trong nhà họ Tôn, sao tôi kết hôn nổi? Tôn Húc cả giận quát, câm miệng, cậu còn dám đòi hỏi, tôi sẽ ném cậu cho cá ăn. Kẻ ác vẫn phải để kẻ ác trị. Tôn Quảng bị dọa sợ lập tức im bặt. Gã đảo mắt tát Lưu Điểm cái nữa, tại đồ đàn bà ngu xuẩn nhà mày. Nếu mày không đắc tội cô Tần, sao tao lại bị đuổi khỏi nhà họ Tôn? Mày còn không mau xin cô Tần nói giúp với ông chủ Tôn đi. Lưu Điểm lại cầu xin Tần Thanh Tâm, Thanh Tâm, ông chủ Tôn nghe lời anh Thanh như vậy, cậu xin anh ấy giúp mình đi. Chỉ cần chồng chưa cưới của mình không bị đuổi khỏi gia tộc, sau này cậu chính là ân nhân của mình. Mình nhất định sẽ không bạc đãi cậu, cậu nể tình chúng ta là bạn học 4 năm, giúp mình thêm lần nữa được không? Lần này, Tần Thanh Tâm cũng nhíu mày, rõ ràng cảm thấy không vui. Có câu hết lần này đến lần khác, cô đã nói giúp Lưu Điểm 2 lần, hai người này vẫn không biết thế nào là đủ. Lưu Điểm, cô liên tục khiêu khích tôi không truy cứu trách nhiệm còn nói giúp cô 2 lần đã là nể tình lắm rồi. Bây giờ ông chủ Tôn trừng phạt 2 người không liên quan gì đến tôi, Tần Thanh Tâm khó chịu nói. Thanh Tâm, cậu thực sự thấy chết không cứu sao? Lưu Điểm lập tức trở mặt, giận dữ nói, nếu không tại cậu, sao chúng tôi lại bị ông chủ Tôn trừng phạt? Tôi mặc kệ, chuyện này vốn vì cậu mà ra, nhất định phải do cậu giải quyết. Hôm nay cậu bắt buộc phải giúp chúng tôi. Tần Thanh Tâm rất tức giận, rốt cuộc đã biết thế nào là được voi đòi tiên. Cô không để bụng hiềm khích lúc trước, 2 lần nói giúp Lưu Điểm. Hiện giờ lại bị đối xử như vậy. Vợ à, em đã biết tại sao từ đầu anh đã không muốn tha cho họ chưa? Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm, dịu dàng nói, đây chính là lòng tham của con người. Lúc em nghèo túng, ai cũng muốn trả đạp, nhưng đến khi em thành đạt, họ lại chủ động sấn tới, còn không ngừng đòi hỏi. Nếu bọn họ đạt được mục đích, em chính là người tốt. Nếu không, em chính là người xấu. Người không thể đánh mất lòng tốt, nhưng không thể đối tốt với tất cả. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều kẻ vô sỉ như 2 người này. Dương Thanh nói xong, 2 mắt lóe sáng. Tần Thanh Tâm chợt hiểu ra, ban đầu Dương Thanh nghe lời cô nói chính là để cô thấy rõ bộ mặt xấu xí của Lưu Điềm và Tôn Quảng. Chồng ơi, em hiểu rồi. Anh yên tâm. Sau này em sẽ chỉ tốt với những người xứng đáng thôi, Tần Thanh Tâm nghiêm túc nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhìn sang Tôn Húc nói, ông muốn xử lý 2 người này thế nào cũng được. Dứt lời, anh nắm tay Tần Thanh Tâm đi về phía khách sạn Đế Đô. Nhân viên lễ tân ở cổng thấy Dương Thanh đưa giấy mời ra lập tức cung kính nói, hoan nghênh khách quý, mời 2 vị vào. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thuận lợi đi vào hội đấu giá. Sau lưng vẫn truyền tới tiếng kêu khóc xin lỗi của Lưu Điềm. Chỉ là lần này, Tần Thanh Tâm không mềm lòng nữa. Dù Tôn Húc muốn giết Lưu Điềm cũng không liên quan tới cô. Đánh gãy chân 2 tay kẻ ngu xuẩn này rồi gọi người nhà đến nhận về, trong vòng 3 ngày cả nhà của bọn chúng phải cút khỏi Yến Đô. Tôn Húc ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ sau lưng. Chủ gia tộc, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi và Lưu Điềm sẽ cút khỏi Yến Đô ngay theo lời ông vừa nói, đời này sẽ không bước vào Yến Đô nửa bước nữa. Chúng tôi lập tức cút ngay đây. Tôn Quảng vội vàng nói rồi quay lưng định bỏ chạy. Bây giờ muốn đi cũng đã muộn rồi. Tôn Húc lạnh lùng nói, vung tay lên ra lệnh, làm đi. Thoáng chốc, ngoài cổng khách sạn Đế Đô vang lên 2 tiếng kêu gào thảm thiết. Của anh của em. Sau khi Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm vào. Buổi đấu giá cũng chuẩn bị bắt đầu, người chủ trì đấu giá đã lên sân khấu. Cậu Thanh, ở bên này. Lạc Bân vẫy tay với Dương Thanh. Chào cô Tâm. Khi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm tới gần, Lạc Bân vội vàng cung kính chào hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ gật đầu, chào sếp Lạc.
Tần Thanh Tâm không khỏi cảm thán, hồi Dương Thanh mới trở về Giang Hải, nhà họ Tần đã tốn rất nhiều công sức để tạo dựng quan hệ với Lạc Bân mà vẫn không thành công. Giờ đây, Lạc Bân lại cung kính với cô như thế. Cô đương nhiên biết rõ, tất cả đều nhờ người đàn ông bên cạnh mình. Lúc này, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Xin chào các vị khách quý, tôi là người chủ trì của buổi đấu giá ngày hôm nay, người chủ trì đấu giá tự giới thiệu rồi mới bắt đầu nói cụ thể về mảnh đất đầu tiên. Em đến để đấu giá à? Dương Thanh nhỏ giọng hỏi. Lúc trước ở ngoài cổng, Tần Thanh Tâm bị Lưu Điềm chê cười cũng là vì cô muốn tham gia buổi đấu giá nhưng không có vé mời. Tần Thanh Tâm gật đầu đáp, em định rời trụ sở chính của tập đoàn Tam Hòa về Yến Đô nên muốn mua một miếng đất, coi như bước đầu tiến quân vào thị trường Yến Đô. Tập đoàn Tam Hòa vốn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tần Thanh Tâm muốn tiến quân vào Yến Đô đúng là cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Dương Thanh khẽ gật đầu, anh đang có dự án lớn ở ngoại ô phía Nam. Em có thể chọn mảnh số 8 ở gần ngoại ô phía Nam nhất. Dương Thanh đã xác định phải xây một tòa cao ốc trên mảnh đất ở ngoại ô phía Nam kia nên biết tương lai, đất ở khu vực lân cận sẽ rất đắt giá. Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh, đương nhiên hiểu ý anh, gật đầu đáp lại. Tiếp theo sẽ đấu giá mảnh đất số 8, giá khởi điểm là 300 triệu. Bắt đầu đấu giá, người chủ trì đấu giá nhanh chóng bắt đầu cuộc đấu giá mảnh đất số 8. 350 triệu. Người chủ trì vừa dứt lời đã có người báo giá. 400 triệu. Ngay sau đó lại có người báo giá. Tần Thanh Tâm cứ tưởng mảnh đất có giá khởi điểm 300 triệu này sẽ lên tới 500 triệu là cùng. Nào ngờ chỉ vẻn vẹn hai lần báo giá đã tăng lên 100 triệu. 410 triệu. 430 triệu. 470 triệu. Sau khi lên 400 triệu, số người tham gia đấu giá đã ít đi rất nhiều. Khi có người ra giá 470 triệu, không còn ai lên tiếng nữa. Rõ ràng với nhiều người, mức giá này đã tới cực hạn, còn tăng thêm sẽ khó kiếm lợi nhuận cao. Tập đoàn Tống Thị ra giá 470 triệu. Xin hỏi còn ai muốn ra giá không ạ? Người chủ trì đấu giá lớn tiếng hỏi. Rất nhiều người nghe thấy hai chữ Tống Thị đã từ bỏ. Tập đoàn Tống Thị là sản nghiệp của nhà họ Tống, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Ai dám tranh với bọn họ? 470 triệu lần 1, 470 triệu lần 2, 470 triệu. Người chủ trì giơ cao búa chuẩn bị gõ xuống. 475 triệu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thanh Tâm cắn răng tham gia đấu giá. Ở Giang Hải tập đoàn Tam Hòa là doanh nghiệp có tiếng nhưng ở Yến Đô chỉ là một công ty nhỏ bé. 400 triệu đã là cực hạn của tập đoàn Tam Hòa. Bây giờ báo giá nhiều hơn chỉ có thể vay Dương Thanh. Nếu Dương Thanh không ám chỉ trước khu đất phía Nam sẽ rất phát triển, Tần Thanh Tâm sẽ không đấu giá miếng đất này. Cô gái xinh đẹp này trông rất lạ mặt, không biết là người nhà nào. Người trẻ tuổi vừa báo giá nhìn thấy Tần Thanh Tâm liền híp mắt hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tần Thanh Tâm lạnh nhạt nói, tôi là ai liên quan gì đến việc đấu giá? Nghe vậy, người trẻ tuổi cũng không tức giận. Tươi cười chủ động giới thiệu, tôi tên là Tống Hoa Nghĩa, người của nhà họ Tống ở Yến Đô. Tôi nhất định phải có được mảnh đất này, không biết cô có thể nhường lại được không? Với thân phận và địa vị của nhà họ Tống, dù làm chậm trễ quá trình đấu giá cũng không ai dám nói gì. Dương Thanh nhíu mày, hôm nay gặp phải hơi nhiều phiền phức. Anh đang muốn bồi dưỡng Tần Thanh Tâm. Khi cô chưa gặp nguy hiểm, anh sẽ không ra mặt. Không thể. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói, đây mới là phong cách làm việc của cô, Tổng Giám Đốc xinh đẹp lạnh lùng. Đã vậy, tôi chỉ có thể tranh với người đẹp, mong người đẹp đừng trách. Tống Hoa Nghĩa cười nói, tiếp tục báo giá, 500 triệu. Nghe thấy đối phương báo 5 triệu, sắc mặt Tần Thanh Tâm trở nên tái nhợt. Giá cô tự giới hạn chính là 500 triệu. Bây giờ lại bị Tống Hoa Nghĩa tăng một phát lên 500 triệu. Người chủ trì đấu giá vô cùng kích động, miếng đất vốn chỉ đáng giá 400 triệu lại đấu giá được 500 triệu, vượt qua giá trị thực của nó, ông ta sẽ được thưởng. Tập đoàn Tống Thị báo giá 500 triệu. Còn ai muốn tiếp tục đấu giá nữa không? Người chủ trì sắp kích động phát điên rồi, giá hiện tại đã lớn hơn giá trị thực 100 triệu. Tiếp tục đi. Thấy Tần Thanh Tâm do dự, Dương Thanh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chỉ cần tòa thành Cửu Châu được xây dựng ở ngoại ô phía Nam, đừng nói là 500 triệu,
dù có mất 2 tỷ để mua mảnh đất này cũng có thể kiếm được món hời. Tòa thành Cửu Châu trong kế hoạch của Lạc Bân là một dự án khổng lồ. Tuy Dương Thanh không có tài năng kinh doanh nhưng vẫn cảm nhận được giá trị của dự án này. Khu ngoại ô phía nam kia tạm thời vẫn còn hoang vu, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Tần Thanh Tâm sửng sốt, trông thấy sự khích lệ trong ánh mắt Dương Thanh, rốt cuộc quyết tâm báo giá tiếp, 600 triệu. Mảnh đất có giá khởi điểm 300 triệu lúc này đang tăng lên gấp đôi. Mọi người đều sợ ngây người, đến cả Tống Hoa Nghĩa cũng khá ngạc nhiên, 500 triệu cũng là mức giá hắn ta tự giới hạn. Thấy Tần Thanh Tâm do dự, hắn ta cứ tưởng cô sẽ bỏ cuộc. Sao người đẹp phải làm vậy? Tống Hoa Nghĩ vẫn duy trì bộ dạng lịch sự, cười nói, giá trị lớn nhất của mảnh đất kia cũng chỉ tới 600 triệu. Cô dùng 600 triệu mua nó về không đáng chút nào. Tần Thanh Tâm lạnh lùng đáp, cảm ơn đã nhắc nhở. Người chủ trì đấu giá nhìn Tống Hoa Nghĩa, thấy hắn ta giơ tay cười nói, người đẹp kia muốn mảnh đất này như vậy, tôi nhường cho cô ấy là được. Tôi từ bỏ. Vốn chỉ còn Tống Hoa Nghĩa và Tần Thanh Tâm tranh giành mảnh đất số 8, bây giờ hắn ta từ bỏ, mảnh đất này đương nhiên thuộc về cô. Chúc mừng cô gái xinh đẹp kia thành công mua được mảnh đất số 8. Người chủ trì giải quyết dứt khoát, kích động nói. Chồng ơi, liệu em có sốc nổi quá không? Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Tần Thanh Tâm nhỏ giọng hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, thương trường như chiến trường. Mới bắt đầu đấu giá ít nhất cũng phải tăng lên chục triệu. Em lại chỉ tăng 5 triệu, khí thế đã thua kém người ta rồi. Như vậy sẽ bị người ta nhìn ra được nền tảng của em không đủ nên mới tăng liền 25 triệu để hù dọa em. Vừa rồi lúc đối phương báo giá 500 triệu, em cũng định từ bỏ phải không? Dương Thanh hỏi. Tần Thanh Tâm ngượng ngùng gật đầu, 500 triệu là cực hạn của em. Dương Thanh tiếp tục phân tích, sau đó em tăng thêm 100 triệu đúng là hơi sốc nổi. Trước đó người nhà họ Tống kia chỉ đang thăm dò em, kỳ thực khi hắn ta báo giá 500 triệu cũng đã là mức giá cuối cùng. Nếu anh đoán không lầm, cùng lắm tăng thêm 50 triệu nữa là em có thể mua được mảnh đất số 8. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm tự trách nói, đều tại em lãng phí mất 50 triệu. Nhưng anh yên tâm, đợi đến khi công ty có lợi nhuận, em sẽ lập tức trả lại cho anh. Dương Thanh bất đắc dĩ nói, của anh chính là của em, sao em phải phân chia rạch ròi như vậy? Hơn nữa, dù em không cần tiền của anh thì cứ coi như vay của anh, chẳng lẽ không tốt sao? Dương Thanh không ngờ lần này Tần Thanh Tâm lại gật đầu đáp, chồng, em biết rồi. Lúc trước là em cố chấp, chỉ muốn dựa vào sức mình, sau này sẽ không vậy nữa. Cậu chủ nhà họ Tống, chẳng mấy chốc lại có thêm vài mảnh đất được đấu giá thành công. Hôm nay Dương Thanh tới chỉ vì miếng đất ở ngoại ô phía nam quý giá nhất, giá khởi điểm cũng cao nhất, đạt tới 2 tỷ. Tuy giá rất cao nhưng diện tích của mảnh đất này rất lớn, khoảng chừng 100 mẫu. Nếu không phải ở vùng ngoại ô, giá khởi điểm chắc chắn phải từ 5 tỷ trở lên. Tiếp theo sẽ là mảnh đất cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là mảnh có diện tích lớn nhất trong số 15 mảnh được đấu giá, tròn 100 mẫu. Mảnh đất số 15 ở vùng ngoại ô phía nam nhưng chính phủ đã ra văn bản thông báo chính thức, sang năm sẽ phát triển trọng điểm phía nam Yến Đô. Chỉ cần mua được mảnh đất này, nhất định sẽ sinh lãi. Giá khởi điểm 2 tỷ, bắt đầu đấu giá. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu đấu giá mảnh đất cuối cùng. 2 tỷ 100 triệu. 2 tỷ rưỡi. 3 tỷ 70 triệu. Chỉ mới 5 phút ngắn ngủi đã có hơn 50 lần giơ bảng báo giá mua mảnh đất số 15. 2 tỷ giá khởi điểm tăng vọt thêm 1 tỷ 7. Lúc này chỉ còn lại 3 người vẫn tham gia đấu giá, biên độ tăng giá cũng giảm đi nhiều. 4 tỷ. Chợt một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Những người còn đang cạnh tranh nghe thấy liền mặt mày xám xịt, đưa mắt nhìn nhau, bất lực lắc đầu nói, nhà họ Tống nhìn chúng mảnh đất này rồi, tôi từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ. Cả 3 người đều tuyên bố từ bỏ. Chưa nói tới thân phận của Tống Hoa Nghĩa, tài lực của nhà họ Tống cũng vượt xa bọn họ. Tống Hoa Nghĩa mỉm cười, vậy thì cảm ơn ba vị. Cậu Nghĩa khách sáo rồi. Ba người vội vàng đáp lại, 5 tỷ. Ngay khi Tống Hoa Nghĩa đang hớn hở tin chắc mảnh đất số 15 sẽ thuộc về mình, một giọng nói trẻ tuổi khác bỗng nhiên vang lên. Giây phút ấy, phòng đấu giá rộng lớn lặng ngắt như tờ. Tất cả quay ngoắt lại nhìn người vừa ra giá. Nụ cười trên mặt Tống Hoa Nghĩa lập tức cứng đờ.
hắn ta quay lại trông thấy một gương mặt còn trẻ hơn cả mình. Người trẻ tuổi kia là ai? Sao dám tranh với người nhà họ Tống? Quan trọng là tăng liền 1 tỷ. Một là cậu chủ gia tộc giàu có nào đó, hoặc là cố tình tới quấy rối. Không phải chứ, những người được mời tới đây không giàu có cũng quyền quý. Nếu thật sự tới quấy rối, e là đến cả sảnh chính cũng không vào nổi đâu. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhỏ giọng bàn tán. Chồng ơi, em từng thấy người trong ngành định giá mảnh đất này. Nếu bỏ ra 5 tỷ mua nó, dù kinh doanh tốt đến mấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng không thua lỗ, không thể thu được lợi nhuận. Tần Thanh Tâm lo lắng nhắc nhở, nếu còn ai tham gia đấu giá, anh cứ bỏ cuộc đi. Dương Thanh mỉm cười nói, yên tâm, anh sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc. Người trong ngành định giá cũng chỉ đứng từ góc độ doanh nghiệp bình thường, nhưng tập đoàn Nhạn Thanh không phải. Dù giá trị của mảnh đất này chỉ có 5 tỷ, một câu của Dương Thanh cũng có thể khiến giá trị của nó tăng gấp mấy lần. Nhưng anh không cần lợi nhuận gấp vài lần, mà là gấp 100.000 lần. Một khi thành Cửu Châu được xây dựng, ngoại ô phía Nam sẽ là vùng đất có giá trị kinh doanh lớn nhất Yến Đô, hơn nữa còn sẽ trở thành mẫu quảng cáo sống, tiền đề cho sự phát triển 8 thành Cửu Châu còn lại. Hành trình xây dựng thành Cửu Châu bắt đầu từ hôm nay. Chàng trai này thật lạ mặt, Tống Hoa Nghĩa híp mắt nói. Lại là chiêu này. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, mới đến lần đầu, đương nhiên lạ mặt. Tống Hoa Nghĩa vẫn tươi cười nói, dường như dùng 5 tỷ mua mảnh đất này không có lợi nhuận gì cả, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn với nhà họ Tống chúng tôi. Cậu nhường cho tôi được không? Không thể không thừa nhận, Tống Hoa Nghĩa được giáo dục rất tốt. Mỗi lần hắn ta muốn tham gia đấu giá, mới bắt đầu sẽ không chịu ra giá, đến khi sắp bị đẩy tới mức giá giới hạn của mình, hắn ta mới ra mặt. Hắn ta làm vậy vừa giúp bên bán đất kiếm lời to, vừa không ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc này, hắn ta muốn mua mảnh đất số 15, nửa đường lại bị Dương Thanh ngăn cản, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Không được. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, không đợi Tống Hoa Nghĩa ra giá đã tăng giá tiếp, 6 tỷ. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người. Dù Tống Hoa Nghĩa được giáo dục tốt đến đâu cũng phải thay đổi sắc mặt, ngơ ngác một lúc. Không ai tham gia đấu giá, anh lại tự mình tăng giá. Miếng đất vốn được đẩy giá lên 4 tỷ lại bị một mình Dương Thanh tăng thêm 2 tỷ. 2 tỷ đó. Rất nhiều người đều có cảm giác như tiền của mình bị Dương Thanh tiêu xài. 6 tỷ 1. 7 tỷ. Tống Hoa Nghĩa đang định báo giá, chưa kịp nói hết câu Dương Thanh đã tăng thêm 1 tỷ. Mọi người đều ngơ ngác. Cậu ta là đồ ngốc lắm tiền sao? Mở miệng liền tăng thêm 1 tỷ, 1 tỷ lận đó. Sao tôi có cảm giác cậu ta cố tình nhắm vào nhà họ Tống nhỉ? Tống Hoa Nghĩa đã nói muốn mua mảnh đất này, cậu ta còn dám tranh tiếp, rõ ràng là không thèm nể mặt Tống Hoa Nghĩa. Ai cũng thi nhau bàn tán. Tống Hoa Nghĩa lịch sự tới đâu cũng không nhịn nổi, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ta là cậu chủ nhà họ Tống, thay mặt gia tộc tới tham gia đấu giá bất động sản. Vậy mà một kẻ còn trẻ hơn cả hắn ta dám tranh đất với hắn ta trước mặt bao người. Quan trọng là ở trước mặt đối phương, hắn ta còn không có cơ hội báo giá. 5 tỷ là giá trị thực của mảnh đất này, nhưng nếu vào tay nhà họ Tống, giá trị của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu hắn ta có thể mua về với giá 4 tỷ, nhà họ Tống sẽ được lợi ít nhất 6 tỷ. Thế nhưng giờ đây lại bị Dương Thanh đẩy giá lên 7 tỷ. Hơn nữa Dương Thanh có vẻ sẽ không buông mảnh đất này, có lẽ thực sự sẽ bỏ ra 10 tỷ để mua. Đã không có lợi nhuận, nhà họ Tống còn cần mảnh đất này làm gì? Nếu không có ai tiếp tục báo giá, ông có thể tuyên bố kết thúc đấu giá được chưa? Dương Thanh chợt nhìn sang người chủ trì đấu giá. Người chủ trì đờ đẫn nãy giờ giật mình tỉnh ngộ, vội vàng nói, 7 tỷ. Chàng trai này báo giá 7 tỷ, còn ai báo giá cao hơn không? 7 tỷ lần 1, 7 tỷ lần 2, 7 tỷ lần 3, đấu giá thành công. Người chủ trì đấu giá kích động nói năng lộn xộn, lập tức cao giọng tuyên bố, chúc mừng chàng trai này thành công mua được mảnh đất số 15. Xin hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cậu ấy. Tiếng vỗ tay như sấm dậy nhưng vẻ mặt của mọi người rất khác nhau. Buổi đấu giá hôm nay thành công rực rỡ, đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người, người chủ trì đấu giá tuyên bố kết thúc buổi đấu giá. Dương Thanh đứng dậy, Lạc Bân sẽ xử lý tốt chuyện còn lại.
nhưng anh vừa định dẫn Tần Thanh Tâm rời đi, Tống Hoa Nghĩa đã đi tới, cười híp mắt nói, chào cậu, làm quen chút nhé. Tôi là Tống Hoa Nghĩa, người nhà họ Tống. Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Dương Thanh đương nhiên sẽ không vô cớ từ chối ý tốt của người khác, sảng khoái bắt tay với Tống Hoa Nghĩa. Chỉ là, hai người vừa bắt tay với nhau, một sức mạnh khổng lồ từ tay Tống Hoa Nghĩa truyền tới. Dương Thanh khẽ nhíu mày, hắn ta ngu tới mức giở trò này với anh sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.